Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 73. Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, vẻ mặt Vương Thành lại thay đổi, giống như bị sét đánh. Dựa theo suy đoán của Phương Chân, Mạc Phàm lấy ngũ hành yêu đan là vì đan thành cửu pháp. Lúc này đột phá tới Nguyên Anh, chẳng lẽ đã đan thành cửu pháp? Nghĩ như vậy, ông ta khẽ nâng mắt, trong mắt lóe sáng tinh quang, cẩn thận nhìn Mạc Phàm. Lúc trước ông ta không biết ý đồ Mạc Phàm đến, không dám tra xét lông mày Mạc Phàm, chỉ cảm thấy Mạc Phàm thần hoàn khí túc, mạnh hơn trước không ít, cụ thể thế nào ông ta cũng không rõ lắm. Một lát sau, lông mày ông ta nhíu lại. Khí tức của Mạc Phàm đâu chỉ viên mãn so với lúc tới, còn cho người ta cảm giác vô cùng huyền diệu, loại cảm giác này ông ta chỉ từng thấy trên người Phương Chân. Xác nhận xong điểm này, ông ta vội vàng rời mắt khỏi người Mạc Phàm. Ông ta chưa từng gặp người đan thành cửu pháp, nhưng 89 phần 10 Mạc Phàm thành đan thành cửu pháp rồi. Cạm bẫy mà ông ta và Phương Chân bày ra, không chỉ không khiến Mạc Phàm chết trong hàn ly động, trái lại khiến Mạc Phàm lấy được ngũ hành yêu đan, đan thành cửu pháp rồi. Chuyện này, Mạc Sư Thúc muốn đột phá đến Nguyên Anh kỳ sao? Vương Thành xác nhận lại. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. Vậy chúc mừng Mạc Sư Thúc, cách 10 dặm ở phía đông truyền tống trận này có một tòa tên là Thương Ngô Sơn, là nơi tụ tập rất lớn ở vạn yêu quật của thần Nông Tông chúng ta. Xung quanh Thương Ngô Sơn có 5 tiểu hồ yêu khí vô cùng nồng đậm. Sau khi tiểu hồ này được cao thủ của thần Nông Tông dùng trận pháp cải tạo, biến thành nơi để đệ tử của thần Nông Tông chúng ta tu luyện, nếu Sư Thúc muốn đột phá tới Nguyên Anh kỳ, có thể đến nơi này. Vương Thành giải thích, Thương Ngô Sơn, có thể, người dẫn ta qua đó. Mạc Phàm gật đầu. Dạ, Sư Thúc, mời đi bên này. Vương Thành không chần chừ, muốn dẫn Mạc Phàm tới Thương Ngô Sơn. Đúng rồi, năm yêu vương ở Ngũ Yêu Sơn dụ hơn 20 yêu vương vào động, sử dụng ngũ hành diệt sinh trận với bọn họ. Đợi bọn họ trở ra có lẽ đến hợp đạo kỳ, chuyện này tốt nhất là các ngươi để ý. Mạc Phàm nói với mấy người còn lại. Biến cố ở Ngũ Yêu Sơn có chút tốt đối với những người này, có thể tránh một số phát sinh ngoài ý muốn, dù sao hạ bẫy với hắn là Phương Chân và Vương Thành. Ngũ hành diệt sinh trận. Sắc mặt mấy người kia hơi đổi. Bọn họ vẫn luôn chú ý Ngũ Yêu Sơn, Mạc Phàm đi Ngũ Yêu Sơn không lâu, những yêu vương ngăn ở bên ngoài Ngũ Yêu Sơn liền vào trong Ngũ Yêu Sơn. Bởi vì có quá nhiều yêu vương, bọn họ không dám đi vào, cụ thể đã xảy ra chuyện gì bọn họ không biết, không ngờ xảy ra loại chuyện như thế. Đa tạ Sư Thúc Tổ cho biết, chúng con sẽ lập tức báo chuyện này lên trên. Mấy người còn lại nói. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm lên tiếng, nói với Vương Thành. Trong mắt Vương Thành hiện lên dị sắc, ngầm nhớ kỹ chuyện này. Ông ta không biết Mạc Phàm qua hàn ly động tới Ngũ Yêu Sơn. Nhưng ngũ hành diệt sinh trận hẳn là liên quan tới việc Mạc Phàm đạt được ngũ hành yêu đan. Sư Thúc mời đi bên này. Vương Thành làm tư thế mời, dẫn Mạc Phàm và hai yêu vương kia rời đi. Thương Ngô Sơn cách cứ điểm của đám Vương Thành 10 dặm, bởi vì gần đó có ít yêu tộc, chỉ trong phút chốc Mạc Phàm đã tới ngọn núi này. Ngọn núi không to, chỉ có 10 dặm, hơn 300 mét, bởi vì trên núi có đủ loại thương ngô nên gọi tên này. Bên ngoài núi đầy yêu khí. Nhưng bên trong trải qua trận pháp chuyển hóa linh khí nồng đậm như xương. Tuy yêu khí cũng là một loại năng lượng, nhưng tu sĩ nhân loại không thể hấp thu trực tiếp, trừ phi là người tu luyện công pháp đặc biệt, lúc tu luyện càng kiêng kỵ lực lượng này nhập thể, một khi tiến vào trong cơ thể rất dễ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, cho nên thần Nông Tông mới cải tạo một vùng đất như vậy. Ở bên ngoài Thương Ngô Sơn, không dễ dàng nhìn thấy đệ tử thần Nông Tông, nơi này có thể thấy được rất nhiều, có người đang trao đổi, có người ngồi ở một nơi yên tĩnh. Bốn phía có không ít người chấn giữ. So với yêu tộc hoành hành, nơi này an tường gần như có thể nói là thế ngoại đào nguyên. Mạc Phàm và Vương Thành mới tiến vào Thương Ngô Sơn, hai đệ tử mặc thanh y của thần Nông Tông cầm kiếm, đeo đai buộc đầu đi tới. Hai người thấy Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, vẫn nho nhã lễ độ cúi đầu với Mạc Phàm. Không chí, không vân bái kiến sư thúc. Mạc Phàm cười nhạt, bàn tay vung lên, nâng hai người dậy. Không biết sư thúc tới nơi này có chuyện gì. Ta cần một phòng tu luyện yên tĩnh, bế quan một thời gian, hiện giờ có trống không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu không có phòng tu luyện cũng được, không trống cũng không sao, ta có thể tự mình dựng trận pháp. Mạc Phàm nói xong, lại nói tiếp. Vạn yêu quật có không ít đệ tử của thần Nông Tông, có thể tu luyện chỉ có mấy nơi, chưa chắc trống bất cứ lúc nào. Nếu như trống,
những đệ tử này sẽ không ngồi bên cạnh tiểu hồ tu luyện. Khởi bẩm sư thúc, đã không còn phòng tu luyện, nhanh nhất cũng phải 7 ngày sau, chỉ là nếu sư thúc không ngại, chỗ đỉnh núi có một tiểu viện, là nơi ở của Vô Hỏa Phong sư huynh này vì nhiệm vụ mà tạm rời khỏi Vạn Yêu Quật, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, nếu sư thúc không ngại có thể đến đó ở. Hai người trung niên, một người trong đó cung kính nói. Nếu người tới cùng cấp với ông ta, tất nhiên không được ở nơi này, bởi vì vị sư huynh kia là người quản lý cả Vạn Yêu Quật, mới có tư cách có biệt viện ở Thương Ngô Sơn. Mạc Phàm là sư thúc, cho dù vị sư huynh kia ở Vạn Yêu Quật, cũng sẽ ra khỏi biệt viện. Cho nên để Mạc Phàm vào ở không có chút vấn đề gì. Có thể, đúng rồi, ta thu phục hai yêu vương, có thể đi vào cùng ta không? Mạc Phàm hỏi. Chỉ cần bọn họ không gây chuyện là được, chẳng qua nếu bọn họ gây phiền phức ở Thương Ngô Sơn, sư thúc cần chịu trách nhiệm. Một đệ tử khác hơi khó xử nói. Người này sẽ không gây chuyện, một người khác nếu gây phiền phức ở khắp nơi, các ngươi giết là được. Mạc Phàm chỉ Ma Ngưu nói. Nói chuyện với Hàn Ly, hắn càng ngày càng cảm thấy cứu Ma Ngưu là một sai lầm. Ma Ngưu hơi sửng sốt, đôi mắt lập tức nước mắt lưng tròng. Không phải ông ta là yêu vương thảo căn sao, sao thành ra như vậy? Chỉ là ông ta không dám nói gì. Nơi này nhiều đệ tử của thần Nông Tông như vậy, hơn nữa bối phận đều thấp hơn Mạc Phàm, nhưng giết được ông ta, không chấp nhận ông ta làm càn. Có những lời này của sư thúc bọn ta yên tâm rồi, sư thúc mời đi theo ta. Đệ tử kia nhìn thoáng qua Ma Ngưu, cười nói. Vương Thành ở bên cạnh thấy Mạc Phàm tìm được nơi, trong mắt hiện lên dị sắc, vội vàng cáo từ, Mạc sư thúc, ta còn có việc phải làm, cho nên rời đi trước. Đi đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Vương Thành rời khỏi Thương Ngô Sơn, còn hắn đi theo hai đệ tử kia lên trên Thương Ngô Sơn, đến một biệt viện tĩnh mịch. Hai đệ tử kia để lại một ngọc bài khống chế trận pháp ở biệt viện, rồi rời đi. Hai người mới rời đi không lâu, vẻ mặt Ma Ngưu ấm ức đi tới, đặt dương lên trên mặt đất. Đại nhân, thứ này có được không, có thể đối phó người kia sao? Mạc Phàm đi tới ban công biệt viện, nhìn xung quanh một phen. Cả Thương Ngô Sơn hẳn là không có nơi nào thích hợp hơn nơi này rồi. Biệt viện này ở đỉnh Thương Ngô Sơn, xung quanh không có phòng tu luyện, cũng không có người tới nơi này, cho dù có năng lượng cường đại dao động cũng không ảnh hưởng tới người khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngoài ra, nếu là phòng tu luyện trái lại không thích hợp bố trí trận pháp gậy ông đập lưng ông. Bởi vì phòng tu luyện không chỉ có nhiều người trông coi, còn có các loại pháp bảo theo dõi, nếu như không chân muốn giết hắn, xâm nhập phòng tu luyện là cách làm không sáng suốt nhất. Anh ta làm như vậy, không khác gì Mạnh Bất Đồng sư huynh giết hắn ngay trước mặt bao người. Như vậy, cho dù Vô Phong sư thúc không tát chết Mạnh Bất Đồng sư huynh, sư phụ hắn cũng sẽ làm vậy. Mà căn biệt viện này, chỉ cần tốn chút tâm tư, là có thể lặng yên không tiếng động tiến vào. Ngoại trừ những chuyện này, linh khí ở biệt viện này tương đối nồng đậm, có thể nói là trận cơ tự nhiên, rất thích hợp để hắn bố trí trận pháp. Bố trí trận pháp này cần bao lâu? Ma Ngưu hỏi tiếp. Thông thường trận pháp uy lực lớn, cần thời gian rất lâu. Ví dụ như trận pháp ở biệt viện này, nếu để ông ta bố trí, không nửa tháng còn lâu mới dựng xong. Nếu chậm mà nói cần một canh giờ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trận pháp bố trí một canh giờ thật sự có thể giết cao thủ ngoại đạo sao? Mắt Ma Ngưu mở to, đôi mắt vốn to tròn lại càng to hơn. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, lập tức đi tới bên cạnh cái dương kia. Đây là vạn bảo dương, sở dĩ không đặt vào trong nhẫn chữ vật, phần lớn là vì đồ bên trong có vẻ quý, phòng ngừa những người khác mơ ước. Ngoài ra còn biểu lộ thân phận. Ngón tay hắn gõ lên dương vài cái, âm thanh cơ quan chuyển động vang lên, cái nắp tự mở ra. Nếu đổi thành những người khác, chỉ sợ bên trong là một chiếc nhẫn chữ vật, nhưng bên trong chiếc dương này, đặt pháp bảo chữ vật đủ hình dạng, mỗi loại đều vô cùng tinh mỹ, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Tất cả mọi thứ, đều được đặt trong thiết bị chữ vật. Mạc Phàm như quen rồi, coi như không thấy mở mấy thứ này ra. Quả thật như hắn dự liệu. Đồ hắn cần không ít, đều ở đây cả. Xác nhận nguyên liệu xong, ý niệm của hắn vừa động, hư không chi lô xuất hiện trước người hắn. Hắn rót linh khí vào bên trong, hỏa diễm lập tức bay lên. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, thân thể một phân thành hai. Trong đó có một bóng dáng cầm một số nguyên liệu, bắt đầu dùng hư không chi lô luyện nước thuốc.
Một bóng dáng khác nhoáng lên một cái biến thành bốn, cầm một đống ngọc bài trong dương, một đám đường cong kỳ lạ được bốn Mạc Phàm khắc họa lên trên ngọc bài. Sở dĩ những thứ này được gọi là đường cong, bởi vì thứ Mạc Phàm vẽ phát thảo ra không giống là vẽ, cũng không giống văn tự, hoàn toàn như đứa bé vẽ linh tinh trên đất. Nhưng theo ngọc bài được khắc những đường cong này, lực lượng huyền hoặc khó hiểu xuất hiện trên ngọc bài. Những ngọc bài này thành một cái, được Mạc Phàm ném đi, xuất hiện ở vị trí riêng trong biệt viện. Đường cong trên ngọc bài phối hợp chặt chẽ với nhau, lực lượng quỷ dị lúc trước luyện thành, bao cả căn biệt viện ở bên trong. Lúc trước Ma Ngưu còn hoài nghi, lúc này hoàn toàn bị những đường cong trên ngọc bài hấp dẫn, ông ta nhìn chằm chằm một ngọc bài, trong mắt đều là không tin được. Tuy ông ta là hóa thần trung kỳ, cách ngoại đạo rất nhiều, nhưng dù sao cũng là tu sĩ hóa thần hư đạo. Mạc Phàm khắc họa những đường cong này, nếu ông ta đoán không nhầm chỉ sợ là đạo chân chính. Đạo không cố định ngôn ngữ, cũng không có những phù tiết khác có thể miêu tả, phần lớn chủng loại như đường cong gì đó. Nhưng Mạc Phàm chỉ là cấp bậc kim đan, cách đạo chân chính xa vạn dặm, sao có thể ngộ đạo. Đại nhân, đây là... Ma Ngưu vô cùng khiếp sợ nói. Đây là thứ người nghĩ tới nhưng không tin. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh nhạt nói. Miệng Ma Ngưu há to, mãi mà không nói nên lời. Mạc Phàm cũng mặc kệ ông ta, một tiếng sau, tất cả ngọc bài đã được xếp vào chỗ của mình, trong hư không chi lô, dược dịch cũng được luyện chế thành công. Thân thể hắn lại biến hóa, xuất hiện thêm ba người. Hư không chi lô cũng thay đổi theo, từ một biến thành tám, trong mỗi cái đều có một phần dược dịch, bay vào trong tay tám nhân ảnh của Mạc Phàm. Tám bóng dáng mỗi bóng dáng lấy một cái bút ra, dính dược dịch trong hư không chi lô, một trận pháp vô cùng phức tạp và không ít ký hiệu kỳ lạ đầy căn biệt viện. Mỗi bút hạ xuống, trên người Mạc Phàm không phải linh khí, thì là khí thể của tạo hóa chi lực bay vào, cùng dược dịch dung nhập vào trong trận pháp và ký hiệu. Một tiếng sau, một trận pháp vô cùng phức tạp hoàn thành ở dưới ngòi bút của Mạc Phàm. Lên! Mạc Phàm dựng thẳng kiếm chỉ, nói khẽ. Một chữ vang lên, trận pháp trên mặt đất lập tức biến từ hai chiều thành lập thể, bay từ mặt đất lên. Ngọc bài Mạc Phàm bố trí lúc trước vừa rồi chỉ phối hợp chặt chẽ, nhưng theo trận pháp khởi động, tất cả ngọc bài tụ tập lại, hình thành một trận pháp đầy đủ. Khí tức huyễn hoặc khó hiểu không chỉ không mạnh hơn, trái lại biến mất toàn bộ. Cùng biến mất là toàn bộ trận pháp và ngọc bài, giống như một canh giờ này Mạc Phàm không làm gì. Ma Ngưu trừng mắt nhìn, cảnh giác đánh giá bốn phía. Yêu tộc bọn họ có cảm ứng nguy hiểm mạnh hơn nhân loại nhiều, tuy trận pháp và ngọc bài đều biến mất không thấy, nhưng đứng trong biệt viện này, ông ta mơ hồ có cảm giác không ổn. Đại nhân, hoàn thành rồi sao? Còn thiếu chút nữa. Thân thể Mạc Phàm nhoáng lên một cái, tám bóng dáng hợp lại làm một. Cả Thương Ngô Sơn là trận cơ của đại trận, những ngọc bài này là trận bàn, trận pháp được hắn vẽ trong biệt viện, bây giờ còn thiếu một thứ, cũng là thứ quan trọng nhất, trận nhãn. Trong mắt hắn chớp lóe thanh quang, ngọc kiếm vô phong vẫn ở trong thức hải của hắn chậm rãi bay từ trong mi tâm hắn ra. Trên tay hắn có hai thanh linh khí, nhưng hai thanh này đều kém xa ngọc kiếm vô phong. Đến bây giờ hắn vẫn không có biện pháp sử dụng ngọc kiếm vô phong. Không có thứ nào thích hợp làm trận nhãn hơn ngọc kiếm vô phong rồi. Hắn rút ngọc kiếm vô phong, đi tới giữa biệt viện, trận pháp lập tức mạnh hơn. Hai tay hắn nắm ngọc kiếm vô phong, sát nhập ngọc giản vô phong vào trong trận pháp. Ngọc giản vô phong biến mất vào trong trận pháp, trong chớp mắt trận pháp như đang sống, lực lượng vô cùng cường đại lan ra mỗi nơi ở biệt viện, chỉ trong chớp mắt lại biến mất không thấy. Bây giờ được rồi. Không phải ngươi mới hoài nghi trận pháp này giết được người kia không à, ngươi muốn thử trước không? Mạc Phàm lạnh lùng liếc Ma Ngưu một cái, hỏi. Lão Ngưu ta vừa nói rồi, chắc chắn không nghi ngờ. Ma Ngưu cười nịnh nọt, chán là mồ hôi đầm đìa. Ông ta không ngốc, sẽ không lấy sinh mạng ra để đùa. Lúc trước trận pháp khiến ông ta cảm nhận được nguy hiểm, sau khi thêm thanh kiếm kia loại cảm giác này đâu chỉ mạnh gấp bội. Mạc Phàm lắc đầu cười. Nhìn phía dưới Thương Ngô Sơn. Không phải Không Chân và Vương Thành đặt bẫy cho hắn sao, hiện giờ hắn cũng làm một cái bẫy cho hai người. Hiện giờ đã bố trí xong, xem Không Chân có dám tới đây hay không. Lúc Mạc Phàm bố trí trận pháp, trong sơn động cách Thương Ngô Sơn hơn 10 dặm tên là Vô Phong Động. Vương Thành cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận không có ai theo dõi, lúc này mới vào trong sơn động. Sâu trong sơn động, Phương Chân ngồi khoanh chân mở ngọc thạch điêu khắc trên giường. Một hạt châu màu xám trôi nổi xung quanh ông ta. Phương sư huynh,
việc lớn không hay rồi. Vương Thành không quan tâm Phương Chân đang tu luyện, nói thẳng. Trên giường đá, Phương Chân nhíu mày, cất viên chân châu kia đi, mở mắt, trong đôi mắt ông ta lóe qua tinh quang. Là Mạc Sư Thúc trở lại à? Có thể khiến Vương Thành khẩn trương đến mức liều chết tới quấy rầy ông ta tu luyện, chỉ có chuyện này. Mạc Sư Thúc không chỉ trở lại, còn luyện hóa ngũ hành yêu đan, hiện giờ đang bế quan ở Thương Ngô Sơn, chuẩn bị đột phá Nguyên Anh Kỳ. Vương Thành khẩn trương nói. Hả? Phương Chân nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ nói. Hàn Ly tìm tới ông ta, nói lên trứng rồng xảy ra vấn đề, nhưng Mạc Phàm vẫn lấy được ngũ hành yêu đan, chẳng lẽ Mạc Phàm phát hiện bạo viêm phù trên ngư lân giáp, sau khi tiến vào ngũ yêu sơn mới kích hoạt bạo viêm phù. Như vậy cũng không đúng, nếu Mạc Phàm phát hiện bạo viêm phù, chỉ sợ Vương Thành không có biện pháp sống đến đây. Nghĩ như vậy, trong mắt ông ta lóe lên tinh quang, hồn lực như gió lan ra bốn phương tám hướng, trong giây lát bao trùm hơn 10 dặm xung quanh. Một lát sau, lúc này Phương Chân mới thu hồi thần hồn, đôi mắt không tự chủ được khẽ đảo. Trong phạm vi hồn lực của ông ta, không có người theo dõi Vương Thành, chuyện này càng kỳ lạ rồi. Nếu Mạc Phàm không quấy nhiễu tới Hàn Ly sẽ không tìm ông ta báo thù. Mạc Sư Thúc không nói chuyện khác với ngươi à? Mạc Sư Thúc nói cảm ơn ta tìm ngũ hành yêu đan giúp, sẽ giúp ta rời khỏi vạn yêu quật, những lời này có ý gì? Vẻ mặt Vương Thành mờ mịt nói. Phương Chân nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ thận trọng. Chuyện này không dễ làm rồi. Không phải Mạc Sư Thúc đang lừa chúng ta đấy chứ? Sắc mặt Vương Thành xanh tím bất định, vội hỏi. Một khi Mạc Phàm báo cáo chuyện này đến luật pháp đường, cho dù có mạnh ra bảo vệ ông ta cũng chỉ có đường chết. Có khả năng này, chỉ là cũng có khả năng, Mạc Sư Thúc vốn không mặc ngư lân giáp tiến vào Hàn Ly động, nên không dẫn tới bị Hàn Ly kia chú ý. Phương Chân nghĩ một lát nói. Mạc Phàm có thể trở thành người đứng đầu hải tuyển, không có khả năng là hạng người thông thường, muốn thoát khỏi chú ý của Hàn Ly tiến vào ngũ yêu sơn không phải không có khả năng. Vậy vì sao Hàn Ly lại tìm ngươi? Vương Thành cảm thấy khó hiểu nói. Hàn Ly ở trạng thái ngủ say tất nhiên sẽ không phát hiện ra bạo viêm phù trên trứng rồng, nhưng nếu tiểu Hàn Ly sinh ra, bà ta tỉnh lại từ giấc ngủ say, vậy thì khác rồi. Phương Chân nghĩ một lát nói. Ý của ngươi là, ngư lân giáp vẫn đang ở chỗ Mạc Sư Thúc, có khả năng Mạc Sư Thúc vẫn chưa phát hiện vấn đề ở trên đó. Vương Thành hỏi. Không sai. Phương Chân gật đầu. Nếu Mạc Phàm không phát hiện ra âm mưu của bọn họ, trước mắt chỉ có khả năng này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vương Thành lo lắng nói. Cho dù thế nào, Mạc Phàm đều còn sống trở về. Cho dù Mạc Phàm còn chưa biết, nhưng ngư lân giáp vẫn ở trong tay Mạc Phàm. Nhớ đâu Mạc Phàm nhận ra bạo viêm phù trên ngư lân giáp, bọn họ khó chối tội này. Đúng rồi, Mạc Sư Thúc nói năm yêu vương ở ngũ yêu sơn dụ yêu vương bên ngoài vào động, kích hoạt ngũ hành diệt sinh trận. Tất nhiên thực lực của năm yêu vương này sẽ tăng mạnh, Mạc Sư Thúc cầm ngũ hành yêu đan của ngũ yêu sơn bọn họ. Năm yêu vương này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Mạc Sư Thúc. Đến lúc đó chúng ta nói nơi bế quan của Mạc Sư Thúc cho năm yêu vương kia, không cần chúng ta sẽ ra tay, năm yêu vương sẽ đi đối phó Mạc Sư Thúc. Ngươi cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên Vương Thành nghĩ đến chuyện ngũ hành diệt sinh trận, nói tiếp. Ngũ hành diệt sinh trận, quả nhiên năm yêu vương kia vẫn đi tới bước này, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đừng trông cậy vào bọn họ. Phương Chân lạnh nhạt nói. Ngũ hành diệt sinh trận cần thời gian ngắn tiêu hóa, đợi bọn họ ra khỏi ngũ yêu sơn, Mạc Phàm sớm đã kết thúc bế quan, tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Chẳng lẽ phải tự chúng ta đi, chuyện này cũng quá mạo hiểm rồi. Lúc Mạc Sư Thúc trở về, còn mang theo Ma Ngưu và Đạo Thiên, hai yêu vương này giống như phục tùng Sư Thúc rồi. Vương Thành lo lắng nói. Hiện giờ bọn họ không làm được gì, nếu đợi Mạc Phàm vào Nguyên Anh Kỳ, bọn họ muốn đối phó Mạc Phàm càng không thể. Ngươi chắc chắn Mạc Sư Thúc đã đan thành cửu pháp rồi. Phương Chân nghĩ một lát, nói. Bọn họ ra tay cũng không phải không thể được, cho dù Đạo Thiên và Ma Ngưu có chút bản lĩnh, nhưng không là gì đối với ông ta. Không đợi hai yêu vương phát hiện, ông ta đã giết Mạc Phàm rồi. Thậm chí ông ta có thể giết Mạc Phàm xong, giá họa cho hai yêu vương kia. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, ông ta không ra tay thì hơn. Ta cũng không biết, nhưng ta cảm nhận được đại đạo tung hoành trên người Sư Thúc, Kim Đan Kỳ mà có cảm giác này thì đan thành cửu pháp đúng không? Vương Thành do dự một lát, nói. Đại đạo tung hoành. Phương Chân nhướng mày, lập tức khôi phục như thường.
Đan thành cửu pháp không liên quan quá nhiều với đại đạo, nhưng cửu là cực số, nói không chừng đến cửu pháp quả thật liên quan tới đạo, nếu thật sự như vậy, Mạc Phàm đan thành cửu pháp rồi. Chuyện này ta biết rồi, ngươi trở về đi, nếu không có chuyện gì đừng tới tìm ta. Phương Chân nghĩ một lát, nhắc nhở. Mạc Phàm trở về cũng được, như vậy hiềm nghi của Vương Thành được rửa sạch hoàn toàn, không tra được tới Vương Thành, tất nhiên cũng không tra được tới ông ta. Không thành vấn đề, nhưng ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vương Thành nhíu mày hỏi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ông ta cũng không tới tìm Phương Chân. Ta, tiếp tục ở đây tu luyện, chỉ là hai yêu vương của Mạc Sư Thúc và yêu vương Hàn Ly sẽ ra tay với Mạc Sư Thúc, lúc Mạc Sư Thúc bế quan đột phá, giết Mạc Sư Thúc ở Thương Mô Sơn. Phương Chân hơi nhếch miệng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Nếu ông ta ra tay với Mạc Phàm, chỉ có thể là tử địch, không có khả năng quay đầu. Thừa dịp Mạc Phàm còn chưa mạnh dần, không thu phục Mạc Phàm, sau này bị giết là bọn họ. Ngoài ra tu sĩ đan thành cửu pháp, ông ta rất muốn thử xem rốt cuộc có điểm gì thần kỳ. Đúng lúc có mấy yêu vương liên quan tới Mạc Phàm, mượn mấy yêu vương này càng thích hợp diệt Mạc Phàm. Như vậy ta yên tâm rồi, ta đợi tin tức tốt của sư huynh. Trước mắt Phương Thành hơi sáng lên, nói. Phương Chân nói như vậy chắc chắn là muốn đích thân ra tay, tuy ông ta cùng cấp với Phương Chân, nhưng thực lực kém quá xa, không ít yêu vương nhìn thấy Phương Chân đều chỉ có thể chạy trốn. Nếu Phương Chân ra tay, vậy không có gì phải nói nữa. Một Mạc Phàm kim đan kỳ cộng thêm hai yêu vương, có và không không khác mấy. Nhất là Mạc Phàm còn bế quan, giết Mạc Phàm lại càng dễ hơn. Lần này xem Mạc Phàm còn không chết không. Mạc Phàm chết ở Thương Ngô Sơn, vậy thì càng không có chút quan hệ với ông ta. Khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, ôm quyền với Phương Chân, rời khỏi sơn động này. Tiểu viện ở đỉnh Thương Ngô Sơn. Mạc Phàm bố trí trận pháp xong, thì bắt đầu lấy thảo dược và hàn thủy của Hàn Ly đưa ra, bắt đầu luyện chế đan dược. Không Chân còn chưa tới, chỉ ngồi ở đây, trái lại sẽ khiến Không Chân hoài nghi, chẳng bằng tạo ra chút động tĩnh. Luyện đan đan thành sản sinh ra năng lượng không khác đột phá lắm, nhất là lúc này hắn muốn luyện chế đan dược cửu huyền đan sẽ dẫn tới lôi kiếp, trải qua trận pháp ngụy trang độ tin cậy cao thêm không ít. Người khác cần 5 ngày, Mạc Phàm chỉ cần 1 ngày. Trong hư không chi lâu có mùi thuốc bay ra. Ma Ngưu vốn cảnh giác nhìn xung quanh, thấy Mạc Phàm luyện nổi đan dược, lập tức nhíu mày, biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trận pháp mà Mạc Phàm bố trí quỷ dị khó lường, nhưng Mạc Phàm là tu sĩ kim đan, đối phương là tu sĩ hóa thần ngoại đạo. Người này không biết sẽ tới lúc nào, Mạc Phàm lại ở đây luyện chế đan dược. Tuy yêu tộc bọn họ không am hiểu luyện đan, nhưng ông ta tiếp xúc tương đối nhiều với đệ tử của thần Nông Tông, đúng là biết không ít. Mạc Phàm vừa đợi địch, vừa luyện đan, làm không cẩn thận không bị kẻ địch giết chết, trái lại vì nổ lô mà mất mạng. Mạc Phàm nghèo còn chưa tính, ông ta chắc chắn cũng phải đi theo, ông ta không muốn chết oan như vậy. Đại nhân, không phải ngươi định dùng lò luyện đan nổ chết tu sĩ kia đấy chứ? Ma Ngưu âm dương quái khí nói. Sao thế, ngươi muốn thử lò luyện đan của ta? Hay là uy lực của trận pháp? Mạc Phàm vừa khống chế hỏa hầu, vừa nói với Ma Ngưu. Đại nhân quá coi trọng lão Ngưu ta rồi, lão Ngưu không dám, lão Ngưu chỉ tò mò, đại nhân luyện đan có thể giết tên tiểu tử kia có dám tới hay không? Ma Ngưu không biết phải nói gì, khẩu thị tâm phi nói. Nếu không phải sợ bị Mạc Phàm giết, ông ta thật sự muốn thử trận pháp của Mạc Phàm châu bò cỡ nào? Có thể khiến một tu sĩ kim đan luyện đan cũng giết được cao thủ hóa thần ngoại đạo hay không? Ông ta sẽ phải tới, nhưng lúc này sẽ chưa tới. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không Chân được vọng cơ sư huynh nhắc tới, sẽ không phải hạng người tầm thường. Mạnh Bất Đồng sư huynh giao cho ông ta chuyện giết hắn, chắc chắn là vì tin tưởng Không Chân. Nếu không phải bố trí xong toàn bộ, không để người ta hoài nghi tới ông ta, Không Chân sẽ không tới. A, Ma Ngưu gật đầu. Trên mặt lại tràn đầy vẻ nghi ngờ. Mạc Phàm nói không khác gì không nói, ông ta vẫn không biết khi nào người kia tới. Nhớ đâu người kia không tới thì sao? Ma Ngưu hỏi tiếp. Không đến, vậy ta đi tìm ông ta. Mạc Phàm nhíu mày, nói tiếp. Không tới đan thành cửu pháp, hắn không thể đột phá nguyên anh kỳ. Nếu Không Chân không đến, hắn chỉ có thể đi tìm Không Chân, lấy thiên tài địa bảo thuộc tính phong kia. Vậy vì sao không đi tìm tên đó? Ma Ngưu cảm thấy khó hiểu nói. Bởi vì ta cảm thấy ông ta sẽ tới. Mạc Phàm nói chắc chắn.
hắn kim đan đỉnh phong đều khiến không ít tu sĩ hóa thần không biết phải làm sao, cho dù có nhân tố khác ở đây, đây tuyệt đối là chuyện không phải ai cũng có thể làm được. Nếu để hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, hắn đối mặt với không chân đều đã không thành vấn đề, Mạnh Bất Đồng sư huynh sẽ không để hắn thuận lợi tiến vào Nguyên Anh kỳ. Được rồi. Ma Ngưu bĩu môi nói. Ngươi không tin à? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, hỏi. Đại nhân, ngươi muốn nghe nói thật hay nói dối? Ma Ngưu không nói thẳng, vẻ mặt nịnh nọt. Nói dối hay nói thật đều không cần phải nói, ngươi đã không tin, Hàn Ly đã dùng hàn tủy của bà ta đánh cược với ta rồi, ngươi dám đánh cược với ta thứ gì? Mạc Phàm không tức giận, nói với vẻ khinh thường. Việc hắn cần phải làm, chỉ sợ phần lớn mọi người đều không tin tưởng. Đánh cược. Nghe thấy vậy, trước mắt Ma Ngưu sáng lên. Đại nhân, đây là ngươi lựa chọn đấy nhé, nếu ngươi thua ngươi không thể tức giận, không thể chơi xấu, có một trong hai, lão Ngưu ta coi thường ngươi, nói đi, ngươi muốn cược gì? Bình thường ông ta ngoại trừ thích phụ nữ ra, thích nhất là đánh cược, hơn nữa cho đến bây giờ đều chưa từng thua. Đánh cược không chân sẽ đến, đánh cược ông ta đến đây không làm được gì, đánh cược ta có thể lấy được thiên tài địa bảo thuộc tính phong kia, nếu ta không làm được ba điều này, ngươi. Mạc Phàm nói xong, nhìn về phía Ma Ngưu. Trên người ngươi không có thứ gì tốt, ngoại trừ Ma Vân Châu tạm thông qua ra, đánh cược Ma Vân Châu này đi, nếu trong ba điều có một điều ta không làm được, thì tính ngươi thắng, điều kiện tùy ngươi nói. Đại nhân, ngươi đúng là có mắt nhìn. Ma Vân Châu của lão Ngưu ta ngay cả đại yêu vương hợp đạo kỳ đều đỏ mắt, vốn không thể so sánh với hàn tủy của Hàn Ly bất tử, người thắng thứ này, là phát tài rồi. Ma Ngưu mặt không đỏ tim không đập nhanh nói. Ngươi không có điều kiện à? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ma Ngưu một cái, hỏi. Cấp bậc của Ma Ngưu kém xa Hàn Ly, Ma Vân Châu trời sinh tạm thông qua, cho dù như vậy, vẫn kém Hàn Ly không ít, vậy mà không biết xấu hổ nói cao hơn hàn tủy. Có. Nếu lão Ngưu ta thắng, đại nhân không chỉ cho ta tự do, còn phải bảo thần nông tông cho ta tự do, thế nào, lão Ngưu ta rất thật thà, yêu cầu này không quá phận đúng không? Lúc trước có một đệ tử của thần nông tông muốn Ma Vân Châu của lão Ngưu ta mà đưa ra điều kiện này, bị lão Ngưu ta không do dự từ chối, đại nhân thì khác, ta nguyện ý đánh cược chuyện này với đại nhân, người thấy thế nào? Ma Ngưu chớp mắt, tự luyến nói, yêu tộc ở vạn yêu quật, trừ phi thông qua vũ trụ. Tinh tế lưu lạc đến tinh cầu gần đây, nếu không chỉ có thể trở thành linh thú của đệ tử thần nông tông mới có thể rời khỏi vạn yêu quật. Nhưng cũng có yêu tộc thông qua đệ tử cấp cao của thần nông tông, nhận được tự do của bản thân, có thể thông qua truyền tống trận của thần nông tông, ra vào vạn yêu quật. Số lượng này rất ít, nhưng không phải không có. Mạc Phàm thân là đệ tử chữ lót bất, có bản lĩnh cho ông ta tự do. Mạc Phàm lắc đầu, hoàn toàn không biết nói gì. Hắn thả Ma Ngưu cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là tìm sư huynh liên quan nói một câu. Nhưng Ma Ngưu này ra ngoài có thể sống bao lâu, hắn rất tò mò. Không thành vấn đề. Vậy một lời đã định. Hai tay Ma Ngưu ôm ngực, vẻ mặt vui mừng, bộ dạng như ông ta thắng chắc rồi. Lúc hai người đánh cược, bên ngoài vốn đang là mặt trời chói chang, bỗng nhiên có đám mây bay tới, bầu trời lập tức tối sầm lại. Rầm rầm, một cơn gió thổi tới. Gần Thương Ngô Sơn mưa rơi xuống. Ma Ngưu tuyệt đối không kỳ lạ, vạn yêu quật là như vậy, không có bốn mùa, vừa rồi còn là ngày nắng, ngay sau đó đừng nói là trời mưa, tuyết rơi cũng rất bình thường. Tuy Thương Ngô Sơn trải qua trận pháp cải tạo, chẳng qua chuyển hóa yêu khí thành linh khí, nhưng không thay đổi khí hậu gần đây. Lại mưa, mỗi ngày trời đẹp không được à? Ma Ngưu bĩu môi, đi đóng cửa sổ lại. Ma Ngưu mới đi tới trước cửa, hàn khí đánh úp lại. Bên ngoài vừa rồi còn mưa giọt trong chớp mắt biến thành mưa đá, từng bông tuyết cỡ lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ trong phút chốc, trên đỉnh núi được bao phủ bởi một vùng bạc. Mạc Phàm nhíu mày, động tác trên tay dừng một lát, nhìn bên ngoài biệt viện. Lui ra đi, ông ta tới rồi. Tay Ma Ngưu mới vươn đến khung cửa, nghe thấy lời Mạc Phàm nói, giống như bị điện giật lùi trở về, cảnh giác nhìn bốn phía. Một lát sau, ông ta và Yêu Lang đều nhìn về phía đường lên núi. Bụp bụp, âm thanh dẫm lên tuyết vang lên, Hàn Ly mặc cung trang, trong mắt lóe sáng sắc bén đi về phía biệt viện. Yêu Lang bị Mạc Phàm khống chế hoàn toàn, trái lại không có nhiều biểu cảm. Ma Ngưu thì sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Hàn Ly, ông ta vốn tưởng rằng người tới là không chân, ai biết người tới là Hàn Ly. Mạc Phàm không thèm nhìn Hàn Ly, khóe miệng hơi nhếch lên, hai tay kết ra pháp ấn,
tiếp tục khống chế hư không chi lô luyện chế đan dược. Hàn Ly nhìn xung quanh, cười lạnh lùng. Ông ta không vội đi vào, mở một tay ra, vài phù lục băng nhận xuất hiện trước người ông ta. Theo tay của ông ta vung lên, băng nhận lan ra xung quanh biệt viện. Làm xong những chuyện này, ông ta giơ tay thành đao, tiến nhanh lên trước, trận pháp cả căn biệt viện lập tức sáng lên, một đường rãnh xuất hiện trên trận pháp. Hai tay ông ta xâm nhập vào trong khe hở, hơi dùng lực một chút, trận pháp ở biệt viện bị xé ra liên tục như giấy. Thân thể ông ta nhoáng lên một cái, vào bên trong biệt viện. Theo ông ta tiến vào biệt viện, dung nhan và quần áo thay đổi, không phải bộ dạng của Hàn Ly, mà biến thành một nam tử thanh niên, mặc trên người bộ hắc y có thể che đậy khí tức, mặt cũng được khăn che khuất, chỉ để lộ đôi mắt sắc như đao, cho dù dùng khăn che mặt thần biết cũng không có biện pháp xuyên thấu. Nam tử nhìn thoáng qua bên trong biệt viện, lập tức đi về phía phòng khách chỗ Mạc Phàm. Ma Ngưu thấy nam tử đi tới, thì nuốt nước bọt không tự chủ được lùi về sau. Ông ta từng giao đấu với không chân rồi, cho dù không mặc y phục dạ hành, ông ta cũng nhận ra đôi mắt kia. Yêu lang thì cong người, phát ra âm thanh u u với không chân. Không chân thấy Ma Ngưu lùi về sau, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt nhìn về phía yêu lang đạo thiên, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Một thế hệ yêu vương, vốn có thể thành ngũ hành đại đạo, lại vì một viên chân châu, chết trên tay Mạc sư thúc, còn bị sư thúc luyện thành yêu thi, đúng là đáng tiếc, nghiệt xúc như ngươi, nếu đã chết rồi, ta cảm thấy vẫn nên lấy đi yêu đan thì hơn. Ông ta mới nói xong, yêu lang giống như cảm nhận được uy hiếp của không chân, trong năm cái đầu há miệng to như máu, năm đạo ánh sáng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ bắn về phía không chân. Dưới ánh sáng thuộc tính thổ, bỗng nhiên cơ thể không chân trầm xuống. Giống như vào trong căn phòng có trọng lực gấp trăm lần. Dưới ánh sáng thuộc tính mộc, thảm thực vật trong biệt viện tăng vọt, quấn lấy không chân. Dưới ánh sáng thuộc tính thủy, xung quanh không chân biến thành một vùng nước. Ánh sáng thuộc tính kim và ánh sáng thuộc tính hỏa thì dung hợp lại với nhau, biến thành một thanh bạo viêm kim kiếm, đâm nhanh về phía không chân. Không chân hơi nhếch miệng, ngón tay khẽ nhúc nhích, giống như biến ma thuật, một thanh phi đao xuất hiện trong tay ông ta. Giống như lúc trước, ông ta ném đi. Động tác vô cùng đơn giản, phi đao bình thường. Cho dù là bạo viêm kim kiếm bay tới, hay là ba loại ánh sáng thuộc tính ở xung quanh, toàn bộ đều bị nghiền nát. Chỉ trong phút chốc, phi đao tới trước người yêu lang. Phốc, bay đến người yêu lang, định lên trên cây cột trong phòng, trên mặt yêu lang lập tức xuất hiện vẻ kỳ lạ. Ngay sau đó, cơ thể to lớn của yêu lang giống như bị lưới cắt qua, biến thành từng khối bằng nhau. Rơi lên trên mặt đất. Ma Ngưu ở một bên hơi sửng sốt, lúc này mới hiểu lúc trước ông ta gặp không chân nguy hiểm cỡ nào. Thực lực của ông ta không chênh yêu lang nhiều, thậm chí ông ta còn kém yêu lang được Mạc Phàm cải tạo một chút. Nhưng yêu lang không đỡ nổi một đao dưới tay không chân, đã bị cắt nát. Lúc ấy ông ta còn mơ ước thiên tài địa bảo thuộc tính phong của không chân, nếu lúc ấy không chân nổi lên sát tâm, ông ta sớm đã như yêu lang. Người đáng sợ như vậy. Ông ta lại bắt đầu hoài nghi trận pháp của Mạc Phàm rồi. Không chân xử lý yêu lang, lúc này mới nhìn về phía Mạc Phàm đang tu luyện. Không chân, bái kiến Mạc sư thúc. Hai tay của không chân ôm quyền, cúi người nói với Mạc Phàm. Một tay của Mạc Phàm đặt lên trên hư không chi lô, nghiêng đầu sang một bên, liếc mắt nhìn không chân một cái. Đứng dậy đi. Không chân chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên, cười mỉa nói. Xem ra sư điệt bị sư thúc lừa rồi. Lúc này Mạc Phàm đang luyện đan, đâu đột phá nguyên anh kỳ, rõ ràng là đợi ông ta tới. Chỉ là cho dù như vậy, trong mắt ông ta không có một chút lo lắng. Bây giờ ngươi rời đi, nể mặt sư phụ mạnh bất đồng của ngươi, ngươi còn có thể rời đi được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nếu không chân thật sự là hạng người vô lễ, tất nhiên hắn sẽ không tha cho không chân, nhưng không chân không phải, chẳng qua bọn họ đứng về phía khác nhau mà thôi. Hắn có thể cho không chân một con đường sống. Đa tạ sư thúc yêu ái, không chân xin nhận, chỉ là nếu đã tới đây, không chân không muốn tay không mà về, ngoài ra, ta muốn đến xem cửu pháp của sư thúc thành thế nào, không chân không muốn bị sư thúc tìm tới cửa, thay vì phiền phức như vậy, không bằng giải quyết luôn. Không chân hơi nhếch miệng nói, tu vi của Vương Thành thấp nhìn không ra, sao ông ta có thể nhìn không ra, rõ ràng là Mạc Phàm đan thành bát pháp, phong pháp cuối cùng chưa thành. Sở dĩ Mạc Phàm dụ ông ta tới, ngoại trừ muốn báo thù ra, chỉ sợ cũng nhìn chúng phong linh châu trên người ông ta, tới bổ sung đủ cửu pháp. Mạc Phàm nhướng mày,
trong mắt lộ ra chút dị sắc. Chẳng trách được Vọng Cơ sư huynh nhắc tới, cho dù là thiên phú, hay là trí tuệ và quyết đoán, không chân đều không tệ. Được rồi, ta cũng không thích phiền phức, giải quyết ở đây đi. Hắn và Mạnh Bất Đồng sư huynh đã đi trên đường đối lập, trở thành kẻ địch, hôm nay không giải quyết, sau này sẽ càng phiền phức hơn. Sư thúc, nếu ngươi mời những người khác, vẫn nên để người đó xuất hiện đi, tu vi của ngươi không đủ một đao của ta, tuy Ma Ngưu này là yêu vương cảnh giới hóa thần, giết ông ta nửa đao là đủ, thời gian sao, có khả năng chỉ trong giây lát. Không chân nheo mắt, lạnh nhạt nói. Cho dù đan thành bát pháp có nhiều thủ đoạn, nhưng cách ngoại đạo quá xa rồi. Chênh lệch giữa ông ta và Mạc Phàm, giống như trong trò chơi một người có rất nhiều tài lẻ và một người nắm giữ không ít đại chiêu. Ma Ngưu không tự chủ nuốt nước bọt. Ông ta sống mấy ngàn năm, coi như từng gặp không ít nhân vật lợi hại, nhưng hiện giờ ông ta có cảm giác, những người đó đều không đáng sợ bằng Không Chân. Ông ta đường đường là một yêu vương, vậy mà không chống đỡ nổi nửa đao. Tuy ông ta không phục lắm, nhưng không dám phản bác. Yêu lang đã chết trên đất, ông ta không muốn bị như yêu lang. Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt. Hắn không trả lời ngay, một tay kết ra một pháp ấn, lại đánh vào trong hư không chi lô. Không chân, ngươi cảm thấy ta mời những người khác tới đây à? Pháp ấn tiến vào hư không chi lô, lúc này Mạc Phàm mới hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao, mong sư thúc chỉ giáo. Không chân nhướn mày nói. Nếu ta mời người đối phó ngươi, sao cần dẫn ngươi tới đây cho phiền phức, đi tìm ngươi là được rồi mà. Mạc Phàm hơi thất vọng nói. Không chân nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Chuyện này cũng phải, để sư thúc chê cười rồi, chỉ là không chân vẫn không rõ, rốt cuộc sư thúc dùng gì để đối phó ta, mong sư thúc chỉ giáo. Mạc Phàm dám dụ ông ta tới, lại bình tĩnh như vậy, sẽ không chuẩn bị. Nhưng vậy mà ông ta không phát hiện ra. Sư phụ ngươi chỉ cung cấp cho ngươi công pháp và tài nguyên tu luyện, không dạy ngươi y đạo đúng không? Mạc Phàm cười nhạt, hỏi. Không chân chỉ là phong linh căn, không thích hợp với y đạo, chẳng lẽ sư thúc định dùng y đạo giết người, nếu là như vậy, có khả năng khiến sư thúc thất vọng rồi, tuy không chân không tu y đạo, nhưng ngâm không ít nước thuốc, trên người cũng có dược khí không tệ, sư phụ ta còn cho ta một thứ, khả năng dược khí trận không có tác dụng với ta. Không chân cười nhạt. Lấy một chuỗi long văn hình vòng tròn ra nói. Y đạo có thể cứu người, cũng có thể giết người, cứu và giết đều dùng dược khí, trên người cao thủ y đạo mới có năng lực đặc biệt. Dược khí như sát khí của sát thủ, sát khí trên người ma đầu, tà khí trên người cao thủ tà phái, chỉ cần đủ cường đại, khi giết người không chỉ rất có uy lực, còn không có biện pháp làm gì. Chỉ là nếu dược khí cao hơn đối phương, dược khí thành trận và dược khí thành pháp không có tác dụng gì. Vòng tay trong tay ông ta là dược khí của Mạnh Bất Đồng ngưng tụ thành, chuyên phòng ngừa gặp phải cao thủ y đạo. Cho dù y đạo của Mạc Phàm rất cao, dù sao quá trẻ tuổi, có thể so được với y đạo của sư phụ ông ta sao? Mạc Phàm dùng thứ này đối phó ông ta, vốn không có tác dụng. Mạc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua vòng tay trong tay không chân, khóe miệng hơi nhếch lên, rời mắt nhìn về phía hư không chi lô. Sư phụ ngươi đường ngang ngõ tắt không ít, y đạo sao, ha ha. Y đạo của Mạnh Bất Đồng sư huynh không tính là bậc trung trong đám sư huynh đệ, càng không nói so với hắn. Sư thúc vũ nhục sư phụ ta như vậy, không chân chỉ có thể giúp sư phụ thử y đạo của sư thúc mạnh cỡ nào. Không chân nhíu mày, vươn một tay ra. Xung quanh ông ta, một vòng phi đao xuất hiện, gió vù vù vần quanh phi đao xuất hiện. Đúng rồi, vì nhằm đảm bảo, ta sẽ diệt thần hồn và con trâu này của sư thúc luôn, cho nên các ngươi không vào được luân hồi, cũng sẽ không có kiếp sau. Chuyện này sẽ do mẹ con Hàn Ly gánh vác, như vậy nhé, sư thúc, tạm biệt. Không chân nhẹ nhàng bâng quơ bổ sung một câu, giống như đã nắm chắc giết được Mạc Phàm. Nếu không phải Mạc Phàm đối nghịch với sư phụ ông ta, người ông ta sẽ không làm vậy. Nhưng ông ta không đánh Mạc Phàm hồn phi phách tán, người tới điều tra chuyện này thông qua chiêu hồn sẽ điều tra ra chân tướng, vì sư phụ ông ta chỉ có thể giết Mạc Phàm. Nói xong, ông ta khẽ đẩy về trước. Vù vù. Phi đao được gió mạnh bao phủ lập tức bắn về phía Mạc Phàm, chỉ trong chớp mắt đã tới trước Mạc Phàm 1 mét. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, ánh mắt vẫn nhìn về phía hư không chi lô, không nhìn những phi đao kia. Hai tay hắn kết một pháp ấn, đánh vào trong hư không chi lô. Bùm, hỏa diễm trên hư không chi lô tăng vọt, che khuất phần lớn thân lô, khói chín màu trong lô tỏa ra từ đỉnh chóp. Mạc Phàm nhìn khói trong lô,
lúc này mới xoay người nhìn về phía những phi đao kia. Lúc này phi đao đã tới trước mặt. Chỉ là theo ánh mắt Mạc Phàm nhìn phi đao giống như bay vào trong nước sâu không thấy đáy, biến mất từng cái một, chỉ hiện lên từng đạo gợn sóng, không còn pháp ấn khác, hừm. Không Chân nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Vừa rồi phi đao của ông ta còn cắt nát yêu lang dễ dàng, những phi đao này hơn phi đao vừa rồi ba phần lực lượng, vậy mà biến mất như thế. Không chỉ như vậy, nếu những phi đao này bị hủy ông ta vẫn có thể cảm ứng được, nhưng chỉ bị Mạc Phàm liếc mắt nhìn một cái, vậy mà ông ta mất đi cảm ứng với phi đao hoàn toàn. Sao lại thế này? Mạc Phàm cười nhạt, không trả lời. Ngón tay hắn khẽ búng ra, yêu lang bị chia ra thành nhiều mảnh trên đất nhanh chóng tụ tập lại, rất nhanh liền ngưng tụ thành bộ dạng ban đầu, toàn thân không có một vết thương. Ma Ngưu ở một bên sửng sốt, ông ta vội vàng dụi mắt, lại nhìn về phía yêu lang kia, rồi sửng sốt tiếp. Cái quỷ gì thế này? Cho dù yêu lang là yêu thi, bị phi đao cắt ra thành mảnh, cũng không có biện pháp khôi phục như vậy mà. Hơn nữa Mạc Phàm chỉ liếc mắt một cái là làm được. Làm xong những chuyện này, lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía Không Chân. Muốn biết tại sao không? Mạc Phàm hỏi. Không Chân nheo mắt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm không trả lời. Mạc Phàm đứng dậy khỏi sập, bưng một chén trà từ trên đất lên, khẽ nhấp một ngụm. Y đạo không đơn giản như vậy, huống chi là y đạo của ta, cho ngươi xem một chút nhé, ngươi nói trên người ngươi có dược khí đúng không, vậy tản đi. Nếu y đạo đơn giản như vậy, chỉ cần có dược khí sẽ loại trừ được, vậy Thần Nông Tông không trở thành một trong thập đại tông môn được, mà hắn cũng không thể trở thành y tiên khiến cho không ít cao thủ đạo thừa đều kính sợ. Sở dĩ hắn có thể trở thành y tiên bất tử, không chỉ lĩnh ngộ về đạo cao hơn những y tiên khác, không chỉ có bí pháp trên người, cơ duyên và truyền thừa nhiều, cũng có bí pháp do chính hắn sáng chế ra. Bí pháp hắn dựa vào y đạo của mình sáng chế tên là Bất Tử Cửu Thiên, trong đó chia làm Châm Thiên, Trận Thiên, Dược Thiên và 9 loại bí thuật. Cửu Huyền Đoán Thể Châm hắn sử dụng cho mình, chính là Châm Thiên hắn sáng tạo, sau đó được Thần Nông Tông thu nhận sử dụng, để đệ tử tu luyện, dựa vào một bộ châm pháp, là có thể dựa vào cơ thể tiến vào Đại Thừa Kỳ. Trận pháp mà hắn sử dụng ở đây, là một trong 9 trận bên trong Cửu Thiên, tên là Nhất Thế Vô Song. Đến trong trận pháp này, trừ phi đạo cao hơn hắn, nếu không hắn là vô song, cho dù là ai đều giảm đi toàn bộ. Tuy hắn chỉ là Kim Đan Kỳ, nhưng đối phó Không Chân là đủ. Khi nói chuyện, theo tay hắn vung lên, một dòng dược khí màu xanh bay từ cơ thể Không Chân ra, biến mất vào trong cơ thể yêu lang vốn cường hãn càng mạnh hơn không ít. Sắc mặt Không Chân trắng bệch, giống như bị thương không nhẹ. Đây là... Lúc Mạc Phàm ra tay, rõ ràng là thuộc tính phong của ông ta cản một phen, nhưng cũng chỉ là cản, dược khí trong cơ thể ông ta vẫn bị Mạc Phàm lấy đi. Có thể coi như không có đạo chi lực trong cơ thể ông ta, cũng chỉ có đạo, còn là đạo mạnh hơn ông ta. Đây là đạo sao? Không Chân do dự mãi, lúc này mới nói. Hóa thần kỳ lĩnh ngộ hư đạo, hợp đạo kỳ lĩnh ngộ đại đạo chân chính, tuy có một số biến đổi, ví dụ như ông ta là hóa thần trung kỳ đã lĩnh ngộ ngoại đạo, chỉ sợ đến hóa thần đỉnh phong có thể lĩnh ngộ nội đạo, nhưng dù sao ông ta cũng là hóa thần kỳ, đã trên đường đến. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ kim đan, còn đang đi trên đường phạm chủ pháp, sao có thể đi lên đạo, còn đi đường xa hơn cả ông ta. Mạc Phàm không trả lời, nhìn về phía vòng tay của Không Chân. Ta nói sư phụ ngươi tà môn ma đạo còn được, y đạo không được, đó chính là không được. Mạc Phàm cao giọng nói, bùm một tiếng, vòng tay trong tay Không Chân nứt ra, hóa thành dược khí mạnh hơn trước nghìn lần, lan ra bốn phía. Vô Cực Phong, bên trong một cung điện vô cùng xa hoa, Mạnh Bất Đồng đang chơi cờ với một mỹ nữ mặc cung trang. Ông ta mới lấy một con cờ ra, còn chưa đặt xuống, bỗng nhiên tay run lên, trên mặt lộ vẻ kỳ lạ. Làm sao vậy Bất Đồng? Mỹ nữ hơi nhíu mày, bất mãn nói. Khổn thần, bây giờ Không Chân ở đâu? Mạnh Bất Đồng cầm lấy quân cờ, nhíu mày hỏi. Linh thể của Khổn Thần là một tiên linh nữ, nhưng thỉnh thoảng bà ta sẽ biến thành bộ dạng của nam. Hiện giờ ngồi trước mặt ông ta, mới đúng là bản sơ nguyên thể của Khổn Thần. Ở Vạn Yêu Quật, làm sao vậy? Khổn Thần hơi nhếch miệng, nở nụ cười mê người. Hiện giờ Không Chân đang đối phó tân sư đệ của ta đúng không? Mạnh Bất Đồng híp mắt, đặt viên cờ xuống, thản nhiên nói. Vòng tay trên người Không Chân là dược khí trên người ông ta ngưng tụ thành, tuy đưa cho Không Chân, nhưng nếu có phản ứng gì ông ta sẽ lập tức cảm nhận được,
Vòng tay trên người Không Chân xảy ra vấn đề, Không Chân đang ở Vạn Yêu Quật, chỉ có thể là đối phó Mạc Phàm. Có vấn đề gì sao? Khổn Thần tiếp tục đánh cờ, nói với vẻ khinh thường. Vòng tay ta cho Không Chân vừa bạo, nếu ta đoán không sai, Không Chân rơi vào y đạo trận của sư đệ kia rồi. Cho dù trong Vạn Yêu Quật có không ít yêu vương thực lực siêu quần, nhưng không thể sử dụng dược khí của Không Chân, chỉ có một người duy nhất là Mạc Phàm, hơn nữa Không Chân rơi vào trong khốn cảnh. Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, có thể đối phó Không Chân chỉ có y đạo trận. Y đạo trận, vậy y thuật của tiểu tử kia có thể tiếp xúc đến y đạo sao? Vẻ mặt Khổn Thần thay đổi, vô cùng khiếp sợ nói. Y đạo trận là sử dụng y đạo khắc họa một loại trận pháp, là một loại đạo trận, nếu bố trí ra uy lực khủng bố hơn đạo trận thông thường. Thần Nông Tông có không ít loại đạo trận, nhưng chỉ lĩnh ngộ đến y đạo mới có thể khắc họa ra. Bà ta biết y thuật của Mạc Phàm cao, nhưng thuật và đạo là hai chuyện khác hoàn toàn. Không ít cao thủ y đạo lưu lại y thuật, chỉ cần học được thì có y thuật cao, y đạo thì là lĩnh ngộ về y đạo của mỗi người, là thứ thuộc về bản thân. Nếu tu vi không tới một cảnh giới nhất định, vốn không thể cảm nhận được đạo. Nhất là y đạo còn mơ hồ hơn tu luyện chi đạo, cho dù đến hợp đạo kỳ cũng chưa chắc lĩnh ngộ được y đạo. Không ít tu sĩ y thuật cao minh suốt cuộc đời đều không thể tiếp xúc được, chỉ có thể nói là y thuật cao minh. Mạc Phàm là một tu sĩ kim đan kỳ, có thể khắc họa đạo trận. Người cảm thấy cậu ta không tiếp xúc được y đạo, có thể cứu vợ Vô Phong sư thúc à? Vẻ mặt Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt, không đáp hỏi ngược lại. Thất sinh thất thế chú là một trong tuyệt chú, nếu được gọi là tuyệt chú y thuật không thể giải. Đạo là thông tuyệt chi lộ, nếu Mạc Phàm không thông y đạo, đã không có biện pháp chữa khỏi cho vợ Vô Phong sư thúc. Vậy chẳng phải Tiểu Chân gặp nguy hiểm rồi sao? Khổn Thần nhíu mày, hỏi. Một khi bố trí y đạo trận thành công, uy lực tương đối mạnh, Không Chân chỉ là ngoại đạo, chỉ sợ không có biện pháp sống sót trong y đạo trận. Ngoài ra Mạc Phàm có thể hủy diệt dược khí của Mạnh Bất Đồng, chỉ sợ y đạo trên Mạnh Bất Đồng rất nhiều. Y đạo đi càng xa, uy lực của y đạo trận càng khủng bố. Đường đi của Không Chân quá thuận lợi, để nó ăn chút giáo huấn, mới có lợi cho nó sau này, tiếp tục chơi cờ đi, tới lượt ngươi rồi. Mạnh Bất Đồng lại đặt một quân cờ xuống, bình tĩnh nói. Chẳng lẽ ngươi không tính đi cứu Tiểu Chân à? Chẳng lẽ ngươi định để sư phụ ta biết ta muốn giết sư đệ ta? Mạnh Bất Đồng nhíu mày nói. Cho dù ngươi không định cứu Tiểu Chân, ngươi cũng nên giáo huấn sư đệ này của ngươi mới phải, y đạo của cậu ta cao như vậy, có uy hiếp gì với ngươi sau này không phải ngươi không biết, đừng quên hiệp nghị giữa hai chúng ta. Khổn Thần nheo mắt, trong đôi mắt lóe lên sắc bén. Nhíu chặt mày muốn ép Mạnh Bất Đồng đi. Mạnh Bất Đồng nhíu mày, khẽ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua phía Vạn Yêu Quật. Không Chân sẽ phải chịu chút giáo huấn, nhưng sẽ không chết, sư đệ này của ta muốn uy hiếp được ta, ít nhất phải đợi còn sống từ Đại Bỉ Tông Môn trở về, chỉ là y đạo của sư đệ này cũng cao hơi thái quá, quả thật phải cẩn thận một chút. Y đạo của Mạc Phàm quá kinh người, nếu Mạc Phàm chỉ có tu vi kinh người, ông ta vốn không để ý. Thuộc hạ của ông ta không ít người tu vi thông thiên, người như vậy chỉ có thể sử dụng ở Thần Nông Tông, không có tiền đồ lớn. Chuyện này ngươi không cần lo, để ta đi làm cho. Khổn Thần thấy Mạnh Bất Đồng không kiên trì nữa, nói. Vẫn nên để ta đi đi, lần trước không nhìn thấy sư đệ này, lần này để ta tự đi xem, bây giờ đánh cờ tiếp được chưa? Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Khổn Thần hơi nhếch miệng cười, tiếp tục chơi cờ với Mạnh Bất Đồng. Trên đỉnh Thương Ngô Sơn, Không Chân nhìn vòng tay đứt trong tay mình, vẻ mặt lập tức ngẩn ra, trong đôi mắt đều là khó mà tin. Đây là đồ sư phụ cho, trên thứ này đại biểu cho y đạo của sư phụ ông ta, cứ thế bị Mạc Phàm phá rồi. Mạc Phàm giơ tay nắm lấy, dược khí đầy trời nhập vào trong tay hắn, ngưng tụ thành vòng tay một lần nữa. Không chỉ có ông ta, ánh mắt Ma Ngưu nhìn Mạc Phàm cũng thay đổi. Lực lượng của trận pháp này cũng quá biến thái rồi. Không Chân ở dưới tay Mạc Phàm như người lớn chơi với đứa bé. Rất lâu sau, Không Chân mới mở miệng nói ra lời, không còn ung dung như trước. Y đạo của sư thúc cao như vậy, vậy mà bố trí thành y đạo trận, chẳng trách sư thúc có thể bình tĩnh như thế. Đây không phải là y đạo trận, chỉ là quả thật dùng dược khí để duy trì. Mạc Phàm giải thích, y đạo trận nhất định phải cao thủ y đạo mới được, nhất thế vô song là một trong cửu trận của hắn không xem như y đạo. Chỉ cần dược khí là được, không phải cao thủ y đạo cũng có thể bố trí. Nhưng uy lực,
một chút không thuộc y đạo trận. Cho nên, sư thúc chuẩn bị đối phó ta thế nào? Không Chân đảo mắt, hỏi. Nể tình ngươi là vãn bối, ta không quá so đo với ngươi, chỉ là lúc trước ngươi đặt bẫy ta, ta sẽ không vô duyên vô cớ tha cho ngươi, ngươi cách cửa 9 bước, nếu ngươi có thể sống ra khỏi cửa, để lại Phong Linh Châu, ta sẽ thả ngươi rời đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mục đích hắn dụ Không Chân tới, quan trọng nhất là Phong Linh Châu, sau đó mới là báo thù lần trước. Tuy Không Chân này là người của Mạnh Bất Đồng sư huynh, nhưng bản tính không xấu, 9 bước đủ giáo huấn Không Chân rồi. Trong nhất thế vô song, cho dù Không Chân đi về phía nào, đều bị trận pháp chi lực cướp lượng lớn sinh cơ trên người, chịu chú pháp suy yếu nhiều mặt. Sau 9 bước, trong thời gian ngắn Không Chân không có biện pháp ảnh hưởng đến hắn. Đa tạ sư thúc không giết, chỉ là Phong Linh Châu còn có tác dụng với sư điệt, không thể cho sư thúc được, sư điệt đi trước một bước. Chỉ cần ông ta có thể mang Phong Linh Châu rời khỏi nơi này, cho dù Mạc Phàm bày ra trận pháp y đạo trận tương tự, cũng không tính là Mạc Phàm thắng. Rời khỏi trận pháp này, sau này ông ta sẽ khiến Mạc Phàm khiếp sợ, trừ phi Mạc Phàm từ bỏ đan thành cửu pháp. Những lời này vừa vang lên, toàn bộ phi đao ông ta bố trí ở bên ngoài biệt viện trước khi vào sáng lên, từng dòng phong long bay từ trong ra, xông thẳng vào trong biệt viện, trong chớp mắt dưới chân Không Chân như có 9 con đường. Không Chân nhìn 9 phong long ở dưới chân, khóe miệng hơi nhếch lên. Sư thúc, ta cáo từ trước. Tiểu tử, chạy đi đâu? Ma Ngưu thấy Không Chân muốn trốn, chợt quát một tiếng, một hư ảnh Ma Ngưu xuất hiện phía sau Không Chân. Ma Ngưu há to miệng, lấy thế thôn vệ nuốt Không Chân. Y đạo của Mạc Phàm kinh người, thực lực thì rất bình thường, nếu để Không Chân trốn thoát, ông ta và Mạc Phàm đợi bị chặn cửa đi. Tuy ông ta không phải đối thủ của Không Chân, nhưng ít ra cũng phải liều mạng một phen. À, vậy ngươi thử xem. Trong mắt Không Chân hiện lên chút khinh thường, không đợi Ma Ngưu nuốt vào. Bóng dáng huyễn hóa thành 9 phi đao, dọc theo 9 ánh sáng lao ra phía ngoài. Một Ma Ngưu hóa thần trung kỳ, cũng muốn ngăn hắn lại, nghĩ đơn giản quá rồi. Cách đó không xa, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cũng không có ý ngăn cản, chỉ thản nhiên nói. Không để lại gì mà rời đi, nếu ngươi còn mệnh có thể rời khỏi biệt viện hãy nói. Hắn vừa nói những lời này xong, trận pháp vẫn ở trạng thái ẩn không biết bị thứ gì kích phát, bỗng nhiên phát sáng lên. Bao phủ cả căn biệt viện ở bên trong. Xoẹt, dưới lưu quang bốn phía trận pháp, mấy phi đao kia và phi đao bên ngoài biệt viện biến thành đường bỗng văng tung tóe. Ngay sau đó, toàn bộ bị nghiền nát. Không Chân chỉ cách nơi vừa biến mất một bước, đã xuất hiện thân hình. Phốc, một ngụm máu tươi phun từ miệng Không Chân ra, trong chớp mắt sắc mặt cả người như giấy vàng, khí tức cả người cũng lập tức giảm xuống trăm thước, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Mạc Phàm. Đây là chuyện gì thế này? Vừa rồi ông ta dùng đạo thuộc tính phong của ông ta để chạy khỏi nơi này, lúc trước ông ta thành công thoát khỏi tay một tu sĩ mới tiến vào hợp đạo kỳ, sao có thể không thể rời khỏi y đạo trận của Mạc Phàm? Vừa rồi ông ta chỉ di chuyển một bước, không chỉ đạo nát, lực sinh mệnh trên người lập tức tổn thất 9 phần, không mấy tháng thậm chí một năm đừng nghĩ tới chuyện tu luyện trở về. Nếu hắn tiến lên thêm chút nữa, rất có khả năng chết ở đây. Với thực lực của ngươi, đi 9 bước đã là cực hạn, muốn ra khỏi biệt viện, không có khả năng, nhất là thông qua phương pháp nhất thân cửu phân rời đi, càng không thể. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không Chân chỉ là ngoại đạo, kém xa y đạo của hắn, nếu hắn nguyện ý, có thể hủy đạo của Không Chân hoàn toàn, đây là áp chế của đạo. Ngoài ra, bản thể của Không Chân đi từng bước một, có thể đi tới cửa. Nhưng ông ta lại nhất thân cửu phân, phải chịu 9 lần tấn công của nhất thế vô song. Như vậy, mỗi khi ông ta đi một bước tương đương với đi 9 bước. Hóa ra là như vậy. Lông mày Không Chân giãn ra, hiểu ra nói. Bởi vì Mạc Phàm chỉ là kim đan kỳ, khiến ông ta không ngừng phạm sai lầm. Y đạo trận đã bổ sung toàn bộ khác biệt thực lực của Mạc Phàm, ở trong căn biệt viện này, so đấu duy nhất là đạo. Y đạo của Mạc Phàm còn vượt xa sư phụ, ở đạo càng xa hơn ông ta không biết bao nhiêu lần. Tuy ông ta bố trí đường lui, nhưng muốn thoát từ trong y đạo của Mạc Phàm vốn là chuyện không có khả năng. Không chỉ ông ta thua, từ lúc ông ta tiến vào căn biệt viện này ông ta đã thua rồi. Ngươi còn gì để nói? Mạc Phàm gật đầu, hỏi. Xem ra ở trong trận pháp, cho dù ta hủy Phong Linh Châu, cũng không thể uyếp được sư thúc. Không Chân nghĩ một lát, lấy Phong Linh Châu ra. Ông ta cắt yêu lang ra thành từng mảnh, yêu lang đều có thể khôi phục,
càng không nói tới vật chết như Phong Linh Châu. Chuyện này thì ngươi có thể thử xem. Mạc Phàm không đáp, ngược lại thúc giục. Xem chừng là như vậy, chỉ là ta còn chưa tính toán đưa Phong Linh Châu cho sư thúc ra tay đi, nếu ngươi giết ta, Phong Linh Châu là của ngươi, không giết ta, ta còn có thể dựa theo ý sư phụ ta, ngăn cản chút thời gian sư thúc đan thành cửu pháp. Không Chân hơi nhếch miệng cười, cất Phong Linh Châu. Lúc cơ thể ông ta ở đỉnh phong, cũng không thể rời khỏi y đạo trận của Mạc Phàm, hiện giờ càng không có hy vọng. Chỉ là không để Mạc Phàm đạt được Phong Linh Châu, ông ta càng phải ngăn cản một phen. Không phải ông ta trung thành, nếu ông ta đưa Phong Linh Châu cho Mạc Phàm, chưa chắc Mạc Phàm đã tha cho thì không nói, cũng làm trái ý nguyện của sư phụ ông ta, vấn đề này càng nghiêm trọng hơn thua trên tay Mạc Phàm. Vậy ngươi xếp hàng trong chuyển sinh trì của sư phụ ngươi đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, một tay vươn về phía Không Chân. Lúc Mạnh Bất Đồng sư huynh ở đại chiến thần ma, đã từng lấy bản thân chi lực phá một thành của thiên sứ, còn chiếm được chuyển sinh trì của thiên sứ này. Chuyển sinh trì của thiên sứ trải qua Mạnh Bất Đồng sư huynh cải tạo, đã được sử dụng. Làm đệ tử môn hạ của ông ta, chỉ cần gửi tinh huyết và tam hồn lục phách, sau khi tử vong đều có thể xoay người thông qua thứ này. Mấy đệ tử hạch tâm của Mạnh Bất Đồng, qua một thời gian sẽ đổi tinh huyết và thần hồn còn dư bên trong chuyển sinh trì, như vậy tới nay cho dù chuyển sang kiếp khác cũng sẽ có được thực lực và trí nhớ gần thời gian trước. Như vậy, không cần quá nhiều thì giờ để trùng tu. Không Chân là một trong những đệ tử hạch tâm của Mạnh Bất Đồng, thiên phú phi phàm như vậy, sau khi bị giết chắc chắn được Mạnh Bất Đồng sư huynh chuyển sang kiếp khác sống lại. Ngay cả chuyện này mà Mạc Sư Thúc cũng biết, vậy Sư Thúc đừng khách sáo nữa, ra tay đi. Không Chân nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Chuyển sinh trì là một trong những bí mật của sư phụ ông ta, có rất ít người biết, ngoại trừ ông ta và mấy vị sư huynh ra, cho dù là một số đệ tử Mạnh gia cũng không biết. Mạc Phàm là người mới vào Thần Nông Tông, tuy là sư đệ của sư phụ hắn, nhưng không khỏi biết hơi nhiều. Phải biết rằng, ngay cả Chu Bất Phi Chu sư thúc người được xưng là vào sinh ra tử với sư phụ ông ta cũng không biết tới sự tồn tại của chuyển sinh trì. Về sư phụ ngươi, ta biết nhiều hơn ngươi nhiều. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lúc này Không Chân nhìn hơn 20 tuổi, thực ra tuổi thật đã hơn 50, kiếp trước hắn đấu với Mạnh Bất Đồng sư huynh trên trăm năm. Rất nhiều chuyện về Mạnh Bất Đồng sư huynh hắn đều biết. Nếu là như vậy, hy vọng sư thúc dùng lực lượng cực mạnh của trận pháp này giết ta, sư điệt muốn xem mình có thể chống đỡ được bao lâu, cũng hy vọng khiến sư phụ ta hiểu nhiều hơn về sư thúc, không biết sư thúc có thể thành toàn hay không, như ngươi mong muốn, nói cho sư phụ ngươi trận pháp này tên là Nhất Thế Vô Song. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang, năm ngón tay nắm chặt. Trận pháp vốn đã sáng lên đột nhiên đại phóng hào quang. Y đạo chi lực giống như nước sông dậy sóng tụ tập vào nhau, như tụ tập về phía vực sâu. Chỉ trong chớp mắt, trên người Không Chân xuất hiện rất nhiều vết rạn. Lúc Không Chân sắp dập nát, đại đạo chi lực vừa rồi còn sôi trào và năng lượng dao động đột nhiên mất đi tác dụng, cơ thể Không Chân dừng vỡ nát. Xung quanh giống như chết lặng, không nghe được chút âm thanh. Ma Ngưu hơi sửng sốt, miệng giật giật muốn nói chuyện, nhưng phát hiện không nói ra tiếng. Toàn bộ như được ấn nút dừng lại, rõ ràng là rất nhiều thứ đang cử động, tuyết đang rơi, yêu lang đang giống, gió đang gào thét, trái tim đang đập thình thịch, nhưng không có một chút âm thanh truyền ra. Không chỉ Ma Ngưu lộ ra dị sắc, Mạc Phàm cũng nhíu mày, nhìn bên ngoài biệt viện. Hắn vừa mới nhìn, một giọng nói vang lên. Nhất Thế Vô Song, tên rất hay. Ma Ngưu không phát ra tiếng, nhìn theo ánh mắt Mạc Phàm, vẻ mặt lập tức sửng sốt. Ngoài cửa biệt viện, một nam tử mặc áo choàng màu trắng, đội mũ trên đầu không biết xuất hiện từ lúc nào, đang đi vào trong biệt viện. Trận pháp biệt viện mở ra hoàn toàn, cho dù là mắt thường cũng có thể thấy được. Nhưng nam tử này như không để trong lòng, lập tức đi vào trong biệt viện. Nam tử đi tới chỗ nào, chỗ đó giống như bị ma lực đặc biệt khống chế, toàn bộ im lặng, mãi đến khi nam tử rời đi mới khôi phục như thường. Tên đó là... Ma Ngưu thấy nam tử này thì nuốt nước bọt, nói. Nơi này là y đạo trận của Mạc Phàm, Không Chân đi một bước, thì ít đi nửa cái mạng. Người này đi từ ngoài vào, không có một chút chuyện gì, còn khiến toàn bộ xung quanh dừng lại, chắc chắn không phải người bình thường. Mạnh sư huynh, cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Mạc Phàm nhìn thấy nam tử này, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Lần trước nhìn thấy là tiên khí khổn thần, tuy nam tử trước mắt là một phân thân của Mạnh Bất Đồng sư huynh, nhưng xem như bản tôn của Mạnh sư huynh rồi.
Sư huynh. Ma Ngưu nghe thấy Mạc Phàm xưng hô với nam tử như vậy, vẻ mặt lập tức sửng sốt. Sư huynh của Mạc Phàm, còn họ Mạnh. Ông ta tiếp xúc không ít với đệ tử của Thần Nông Tông ở Vạn Yêu Quật, chữ lót bất họ Mạnh chỉ có một, đó chính là Mạnh Bất Đồng trưởng quản phía nam của Thần Nông Tông, cao thủ đại thừa nổi tiếng của Thần Nông Tông, người có được tiên khí khổn thần. Ông ta vốn vô cùng tin tưởng Mạc Phàm, nhưng người này tới đây, bọn họ không có một chút hy vọng rồi. Y đạo trận này, rõ ràng là không có bất luận tác dụng gì với Mạnh Bất Đồng. Nghĩ tới đây, áp lực không biết lập tức đánh úp lại, cơ thể ông ta không tự chủ được lùi về sau. Đây là cao thủ đại thừa, còn là cao thủ đại thừa có được tiên khí. Mạnh Bất Đồng nhìn Mạc Phàm, đi đến bên cạnh Không Chân, một tay chộp lấy Không Chân trong trận pháp chi lực. Nhưng trận pháp chi lực khiến Không Chân nghiền nát, ở trên tay Mạnh Bất Đồng vốn không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Mạnh Bất Đồng nắm lấy Không Chân, liên tiếp kéo ông ta từ trong trận pháp cầu ra ngoài. Tay Mạnh Bất Đồng tạo một pháp ấn, một đạo thanh quang biến mất vào trong cơ thể Không Chân. Thanh quang nhập thể, trong chớp mắt khe hở trên người Không Chân biến mất, trên mặt cũng khôi phục không ít huyết sắc. Sư phụ, đồ nhi làm việc không thuận lợi, mong sư phụ trách phạt. Không Chân thấy Mạnh Bất Đồng, vội vàng lại Mạnh Bất Đồng nói. Đưa Phong Linh Châu cho ta. Mạnh Bất Đồng vươn một tay về phía Không Chân. Không Chân nhíu mày, vẫn lấy Phong Linh Châu ra, đưa hai tay về phía Mạnh Bất Đồng. Mạc sư đệ, viên Phong Linh Châu này cho ngươi, có thể nể mặt sư huynh ta, để Không Chân rời đi hay không? Mạnh Bất Đồng ném Phong Linh Châu cho Mạc Phàm, hỏi. Nếu sư huynh mở miệng, theo sư huynh vậy. Mạc Phàm nhận Phong Linh Châu, nói với vẻ hờ hững. Cho dù Không Chân bị giết, Mạnh Bất Đồng sư huynh cũng chỉ là chuyện hao chút sức lực. Đa tạ Mạc sư đệ khoan hồng độ lượng, Không Chân, nơi này không có chuyện của con, trở về dưỡng thương đi, nhiệm vụ khổn thần giao cho con dừng ở đây. Mạnh Bất Đồng nói cảm ơn, trái lại nói với Không Chân. Dạ, sư phụ. Không Chân đảo mắt, lại Mạnh Bất Đồng và Mạc Phàm xong, thân thể nhoáng lên một cái rời khỏi biệt viện. Ở đây không còn chuyện của hai ngươi, nhanh rời đi, tốt nhất là quản tốt miệng của hai ngươi. Nếu không có khả năng hai người không còn miệng đâu. Mạnh Bất Đồng không thèm nhìn Ma Ngưu, nói. Tuy giọng điệu rất lạnh nhạt, nhưng mang theo bá đạo khiến người ta hít thở không thông. Vẻ mặt Ma Ngưu ngây ngốc, nhìn về phía Mạc Phàm. Hai người xuống chân núi đi. Mạc Phàm vẫy tay với Ma Ngưu và Yêu Lang, nói. Nếu Mạnh Bất Đồng sư huynh thật sự tới giết hắn, Ma Ngưu và Yêu Lang ở đây sẽ thêm hai thi thể, không có tác dụng gì. Ma Ngưu liếc mắt nhìn Mạnh Bất Đồng một cái, rời khỏi biệt viện với Yêu Lang. Chỉ trong phút chốc, bên trong biệt viện chỉ còn lại hai sư huynh đệ Mạc Phàm. Mạnh sư huynh mời ngồi. Mạc Phàm vươn một tay ra, một bồ đoàn di chuyển tới phía sau Mạnh Bất Đồng, một bàn trà xuất hiện trước người ông ta, cùng xuất hiện còn có một chén linh trà nóng hổi. Mạnh Bất Đồng không khách sáo, cởi áo choàng ra ngồi xuống, bưng một chén linh trà lên nhấp một ngụm, lông mày nhướn lên. Y đạo của Mạc sư đệ cao kinh người, trà cũng ngon như vậy, thật sự khiến sư huynh hâm mộ. Mạnh sư huynh quá khen rồi, chỉ là trà bình thường, nếu y đạo đủ cao, Mạnh sư huynh đã không đi vào dễ dàng như vậy. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nhất thế vô song đối phó Không Chân là đủ, nhưng đối phó Mạnh Bất Đồng thì kém xa. Mạc sư đệ chỉ là kim đan kỳ, nếu cấp bậc này muốn vây khốn được ta, cần phải suy nghĩ cẩn thận biện pháp. Tạm thời Thần Nông Tông chúng ta không có y đạo trận như vậy, cũng không có trận pháp như thế, chỉ là với thiên phú của sư đệ, hẳn là không khó. Mạnh Bất Đồng nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt hiện lên dị sắc, nói. Lúc ông ta chưa tới, vốn tưởng rằng Mạc Phàm dùng y đạo trận, đến nơi này mới biết là không phải, nhưng uy lực của trận pháp không phải y đạo trận không kém y đạo trận thông thường, trận pháp này khiến ông ta không khỏi coi trọng Mạc Phàm thêm vài phần. Mạnh sư huynh tự mình đến Vạn Yêu Quật. Hẳn là không chỉ nói những lời như vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Không Chân vốn không cần Mạnh Bất Đồng sư huynh tự mình tới cứu, cứu hay không cứu không khác nhau nhiều đối với Mạnh Bất Đồng. Nhưng nếu ông ta tới đây, vậy thì khác rồi. Mạnh Bất Đồng không phải tới giết hắn, điểm này hắn có thể chắc chắn 100%, đương nhiên Mạnh Bất Đồng cũng không phải tới chỉ khen hắn vài câu. Ta tới nơi này có hai vấn đề muốn đạt được đáp án từ chỗ Mạc sư đệ. Mạnh Bất Đồng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Mời Mạnh sư huynh nói. Thứ nhất, Đại Bỉ Tông Môn lần này, không ít tông môn đã để mắt tới Thần Nông Tông, cho nên tham gia Đại Bỉ có khả năng nguy hiểm tới tính mạng,
hơn nữa đại bỉ lần này gần như Ngạo Nhật Sơn Tông chắc chắn lấy được vị trí thứ nhất, sư đệ thiên tư hơn người, Mạc sư đệ không cần thiết phải liều mạng với bọn họ, nếu Mạc sư đệ nguyện ý, ta có thể khiến Mạc sư đệ không cần tham gia đại bỉ, do vọng cơ đệ tử của Vô Phong sư thúc tham gia, cho nên ta muốn biết Mạc sư đệ quyết tâm tham gia đại bỉ tông môn hay không. Mạnh Bất Đồng nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Chuyện này Vô Phong sư thúc đã nói với ta, đa tạ ý tốt của Mạnh sư huynh, ta sẽ không từ bỏ đại bỉ tông môn, Mạnh sư huynh nói vấn đề thứ hai đi. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút dị sắc, gần như không do dự nói. Mạnh Bất Đồng nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Ông ta bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt phát lạnh. Vấn đề thứ hai là, thực ra Mạnh gia ta vốn không có liên quan tới Mạc sư đệ, sở dĩ như vậy, là vì một số hiểu lầm nho nhỏ, sư huynh đệ chúng ta không cần phải như vậy, cho nên lần này ta tự mình tới, là muốn xác nhận với Mạc sư đệ một phen, Mạc sư đệ nhất định phải gây khó dễ cho Mạnh gia chúng ta, nhúng tay vào chuyện của Mạnh gia bọn ta à? Hả, Mạc Phàm hơi nhướng mày, lập tức khôi phục như thường. Mạnh sư huynh, ta vô ý nhúng tay vào chuyện của Mạnh gia huynh. Ta chỉ là cầm một thứ của Mạnh Hữu Vi, đồng ý ông ta một điều kiện mà thôi, nếu Mạnh sư huynh cảm thấy ta quyết tâm muốn là địch với Mạnh gia, vậy cứ cho là thế đi. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Vẻ mặt Mạnh Bất Đồng như thường, đặt chén trà xuống. Mạc sư đệ, ở chỗ ta có một chuyện xưa, đệ có hứng thú nghe hay không? Mạnh sư huynh mời nói. 40 năm trước, ta cứu một thiên mệnh thuật sĩ trên một tinh kỳ, thiên mệnh thuật sĩ này tính giúp ta một quẻ, nói cho ta biết. 50 năm sau, đối thủ của ngươi sẽ xuất hiện ở Thần Nông Tông, còn nói cho ta kết cục của đối thủ này. Mạnh Bất Đồng nói. Sau đó thì sao? Mạc Phàm nhướng mày, hỏi. Kiếp trước, 40 năm sau là hắn mới tới tu chân giới. Chỉ là lúc trước hắn rất tò mò vì sao ngay từ đầu bị Mạnh sư huynh nhầm vào, xem bộ dạng hẳn là thiên mệnh thuật sĩ nhắc nhở. Nhưng 40 ngày trước, ta gặp lại thiên mệnh thuật sĩ này, ta hỏi ông ta chuyện 40 năm trước. Ông ấy nói cho ta biết 40 ngày sau, ta sẽ gặp đối thủ này ở Thần Nông Tông, nhưng không nói cho ta biết kết cục của đối thủ này, ta cũng không biết vì sao, chỉ là ta có thể nói cho Mạc sư đệ kết cục của người 40 năm trước, người đó sống không quá 500 tuổi, toàn bộ những chuyện liên quan tới người đó đều được xóa sạch. Mạnh Bất Đồng ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm, nói tiếp. Vậy sao, chuyện xưa đúng là kỳ lạ, thông thường thiên mệnh sẽ không thay đổi. Mạc Phàm gật đầu, trong mắt hiện lên hiểu ra. Quả thật lúc trước hắn không rõ ý đồ Mạnh Bất Đồng tới, bây giờ hắn hiểu đại khái rồi. Hai vấn đề của Mạnh Bất Đồng tiên lễ hậu binh, không phải tới giải quyết xung đột giữa hắn và Mạnh gia, là tới xác định ngờ vực vô căn cứ trong lòng, xem hắn có phải là người mà thiên mệnh thuật sĩ nói hay không. Không sai, thiên mệnh được định ra từ khi sinh, có khả năng đã tính toán ra được, trừ phi nhìn không thấu, nhưng sẽ không thay đổi, nhất là thay đổi lớn như vậy. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Từ đầu tới cuối trên mặt không có chút dao động. Bây giờ Mạnh sư huynh xác định được người này chưa? Mạc Phàm cười nhạt, hỏi. Lúc trước ta không chắc chắn có phải hay không, nhưng bây giờ có thể chắc chắn. Mạnh Bất Đồng không nói tên đối phương, một tay lướt qua bàn trà, một bộ dụng cụ rượu phỉ thúy xuất hiện trên bàn trà. Lúc tên Mạc Phàm truyền vào trong tai ông ta hoài nghi là Mạc Phàm, chẳng qua chưa chắc chắn. Mạc Phàm là một tu sĩ kim đan. Còn từ hạ giới tới, không đủ tư chất trở thành đối thủ của ông ta. Nhưng Mạc Phàm khiến ông ta bất ngờ một lần lại một lần, khiến ông ta không thể không hoài nghi Mạc Phàm. Nhất là bây giờ, hôm nay là đủ 40 ngày, ông ta ngoại trừ nhìn thấy Khổn Thần ra, thì là Mạc Phàm. Ông ta vốn không tính tới, y đạo trận của Mạc Phàm vẫn ép ông ta tới, chỉ có thể là Mạc Phàm. Mạc sư đệ uống trà xong rồi, nếm thử rượu của ta đi. Mạnh Bất Đồng cầm lấy chén rượu. Rót một chén, ngón tay khẽ gẩy, chén rượu chứa rượu màu đỏ bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không lo lắng bên trong có lửa gạt, nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Mạnh sư huynh chuẩn bị làm sao bây giờ? Chuyện này ta từng hỏi sư phụ cho ta 6 chữ, Mạc sư đệ muốn biết không? Xin rửa tai lắng nghe. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nói. Sư phụ vô cùng thần bí của hắn chưa từng xen vào chuyện giữa hắn và Mạnh Bất Đồng sư huynh. Nhưng không phải không biết. Không chỉ Mạnh Bất Đồng sư huynh từng hỏi sư phụ, chính hắn cũng từng hỏi biện pháp giải quyết. Ước nhân bất như dương kỷ. Mạc Phàm hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Quả thật 6 chữ này hợp với Mạnh Bất Đồng sư huynh,
Phàm là người có khả năng uy hiếp đến địa vị hoặc ảnh hưởng tới địa vị Mạnh gia của Mạnh Bất Đồng sư huynh, Mạnh Bất Đồng sư huynh đều đi chèn ép. Có một số việc quả thật không phải Mạnh Bất Đồng sư huynh làm, nhưng loại chuyện này vô cùng nghiêm trọng ở Thần Nông Tông và phía Nam Thần Nông Tông. Chỉ là những lời này không có quá nhiều tác dụng đối với Mạnh Bất Đồng sư huynh. Mạnh Bất Đồng có thể không đi đè xuống, nhưng lên cao cũng rất khó. Quản lý phía Nam của Thần Nông Tông đã là chức vị rất cao, lên trên là tông chủ của Thần Nông Tông. Trên tu vi, Mạnh Bất Đồng sư huynh đã là cao thủ đại thừa cầm tiên khí. Rất khó có biện pháp lên cao, Mạnh Bất Đồng sư huynh chỉ có thể đè xuống. Trước khi ta tới tu chân giới, một sư phụ của ta cũng từng tặng ta bốn chữ. Mạc Phàm cười nói. À, khéo như vậy à, bốn chữ đó là. Mạnh Bất Đồng nhướng mày, đầy hứng thú hỏi. Trích vấn bản tâm. Mạc Phàm chơi chữ nói. Bốn chữ này là lúc hắn nghi ngờ xử lý chuyện giữa hắn và Mạnh Bất Đồng sư huynh thế nào, sư phụ hắn cho hắn bốn chữ. Hắn nhớ kỹ bốn chữ này, giống như Mạnh Bất Đồng sư huynh hắn không nghe theo, hắn chỉ lựa chọn rời xa Mạnh Bất Đồng sư huynh, không đi tranh với ông ta. Trích vấn bản tâm, rất hay. Mạnh Bất Đồng mỉm cười, một tay vươn vào trong hư không, lúc rút tay ra trong tay xuất hiện thêm một thứ. Thứ này là hạt châu màu lam cỡ quả đấm, tỏa ra hào quang màu lam nhạt, bên trong giống như có chất lỏng còn sống, đang không ngừng lưu chuyển. Giữa hạt châu là một thứ tương tự quyển trục. Cả hạt châu không có một khe hở, không biết quyển trục được bỏ vào thế nào. Bên ngoài hạt châu, vần quanh một con rắn màu đỏ. Năm ngón tay Mạnh Bất Đồng vươn ra, hạt châu bay về phía Mạc Phàm. Trà của đệ ta uống rồi, rượu của ta đệ cũng uống rồi, ta còn một số việc phải xử lý nên không thể ở đây lâu, thứ này là lúc trước sư phụ cho ta, để ta nghiên cứu một phen, ta bận việc. Chuyện phía Nam, vẫn không rảnh đi xử lý, theo sư phụ nói bên trong là thứ liên quan tới y đạo của Mạc sư đệ còn cao minh hơn sư huynh, có thể giúp sư huynh nghiên cứu thứ bên trong hay không, nếu như có thể được thứ ở bên trong, sư đệ không chỉ có được y đạo, còn coi như hoàn thành một chuyện giúp sư phụ, không biết sư đệ có hứng thú thử một lần không? Đúng rồi, bản thể của thứ này là một viên anh phách châu, nếu sư đệ có thể cởi bỏ, nó sẽ khiến sư đệ nhanh tấn thăng đến nguyên anh đỉnh phong. Mạnh Bất Đồng nói xong, lại nói thêm một câu. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hạt châu này một cái, hơi nhíu mày, vẫn nhận lấy hạt châu này. Nếu sư huynh mở miệng, tất nhiên sư đệ sẽ cố gắng. Rất tốt, vậy làm phiền sư đệ, hy vọng sư đệ có thể hoàn thành trước đại bỉ, chuyện không chân thật xin lỗi. Hy vọng sư đệ không băn khoăn về tiểu bối và khổn thần. Ngoài ra, đại bỉ tông môn thật sự rất nguy hiểm đối với sư đệ. Nếu sư đệ quyết tâm tham gia nhất định phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Nếu sư đệ không còn việc gì, vậy ta cáo từ. Mạnh Bất Đồng nhắc nhở. Cung tiễn sư huynh. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, đứng dậy ôm quyền nói. Mạnh Bất Đồng nhìn thoáng qua khắp ngõ ngách biệt viện, không nói gì thêm, một chân nâng lên, không đợi hạ xuống đã biến mất không thấy. Bên trong biệt viện, cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông biến mất. Mạc Phàm đặt hạt châu màu lam lên trên bàn, bưng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới nhìn về phía Mạnh Bất Đồng nhìn lúc trước. Nếu đến đây rồi, vậy thì vào đi, sư huynh đã đi rồi. Giọng nói mời vào vừa vang lên, một đạo bạch quang vờn quanh một quyền trong biệt viện, bay vào trong phòng khách, rơi xuống nơi cách Mạc Phàm không xa. Bạch quang thu lại, hư ảnh Hàn Ly xuất hiện. Người phụ vào trên thân ma nghiêu đúng không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn hư ảnh Hàn Ly một cái, nói. Đây là một đạo thần hồn của Hàn Ly, chắc chắn chính bà ta không có biện pháp tiến vào, trận pháp ở Thương Ngô Sơn rất lợi hại, chỉ có thể theo ông ta vào. Yêu lang trải qua hắn cải tạo, Hàn Ly không có khả năng bám lên trên, chỉ có thể là ma nghiêu. Nếu hắn đoán không nhầm, hẳn là lúc ma nghiêu bị đánh vào trong nhược thủy bị Hàn Ly ký gửi thần hồn. Người vừa rồi thật sự là Mạnh Bất Đồng à? Hàn Ly nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không trả lời, trái lại hỏi. Mạc Phàm gật đầu, tiếp tục dùng trà. Vậy mà ông ta không ra tay giết ngươi? Hàn Ly cảm thấy khó hiểu nói. Mạnh Bất Đồng muốn giết Mạc Phàm hai lần, Mạnh Bất Đồng tự mình tới đây, nhưng không giết Mạc Phàm, chỉ dùng trà và nói chuyện với Mạc Phàm, nói cho bà ta những lời này bà ta đều không tin tưởng, càng không nói là nhìn thấy. Ông ta không phải người thích giết người lung tung, nếu không ngươi cảm thấy phân thân này của ngươi còn có thể nói chuyện sao, ngay cả Hàn Ly động lúc này đều thành phế tích. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những lời hắn nói, Mạnh Bất Đồng là không thể ra tay giết. Mạnh Bất Đồng giết hắn,
hoàn toàn mất đi cơ hội tiến về trước một bước. Còn Hàn Ly, Mạnh Bất Đồng thật sự không thích giết người, nếu thật sự ra tay, với thực lực của cao thủ đại thừa, dù ở đây chỉ có một đạo thần hồn của Hàn Ly, cũng khiến Hàn Ly động bị giết sạch. Vậy ông ta tới làm gì, chỉ là tới cứu không chân sao? Hàn Ly nhíu chặt mày, hỏi. Mạnh Bất Đồng muốn giết Mạc Phàm, không tự mình ra tay, còn tặng Mạc Phàm đồ, Phong Linh Châu và thứ liên quan tới y đạo, như vậy bà ta càng ngày càng không hiểu rồi. Ông ta tới đưa thứ này. Mạc Phàm đặt chén trà xuống, nhìn lướt qua hạt châu màu lam kia. Hạt châu này có khả năng sao, có thể giết người à? Một tay của Hàn Ly vươn về phía hạt châu màu lam kia, hạt châu lập tức bay về phía tay bà ta. Hạt châu này không thể giết người, bên trong là một bộ y đạo tâm huyết cả đời của tiền bối. Hạt châu là một viên anh phách châu, bên ngoài là thiên long phong ấn, ở trong mắt không ít người được xem như là vật báu truyền thừa vô giá. Mạc Phàm thản nhiên nói, không để vào trong mắt. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy hạt châu này, kiếp trước là hắn phá giải hạt châu này, lấy y đạo bên trong và những thứ khác. Làm sao có thể, ông ta biết thứ này là vật báu vô giá, vậy mà đưa thứ này cho ngươi. Hàn Ly lắc đầu, rõ ràng là không tin lời Mạc Phàm nói. Là vật báu vô giá, chỉ là muốn mở ra, phải trả đại giá. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Đại giá gì? Vẫn đứng ở nguyên anh kỳ. Cao thủ y đạo này cho rằng, tu vi quá cao sẽ ảnh hưởng tới cảm ngộ y đạo, cho nên trên hạt châu này có cấm chế. Phàm là người mở hạt châu này sẽ kế thừa y đạo của người này, cũng bị thiên long phong ấn trên hạt châu hạn chế tu vi, thẳng tới nguyên anh kỳ không thể tiến lên. Vì nguyên nhân đó, tất cả sư huynh không dám động vào thứ này. Cho dù tu vi của bọn họ đã tới đại thừa, cũng sợ ảnh hưởng tới tăng tu vi sau này. Hạt châu này dạo qua tay không ít sư huynh một vòng, cuối cùng vẫn đến tay hắn. Hắn vì cơ thể và thiên anh thánh thuật, tu vi bị vây ở kim đan kỳ, vẫn không thể tiến nửa bước, hạn chế trên hạt châu này gần như thùng rỗng kêu to đối với hắn, cuối cùng được hắn phá giải, lần này cũng vậy, chẳng qua trước 40 năm. Có phải cao thủ y đạo này điên rồi không? Vẻ mặt Hàn Ly ngây ngốc, hỏi. Người bình thường thu đồ đệ hoặc truyền thừa y đạo, tu vi càng cao càng tốt. Yêu tộc bọn họ cũng vậy, chỉ lựa chọn rất mạnh, một số đời sau yếu kém cho dù có thể sống sót cũng bị vứt bỏ một cách vô tình, từ trên người ngũ hành yêu tộc có thể nhìn ra điểm này. Cao thủ y đạo này thì hay rồi, tu vi người kế thừa y đạo của ông ta giới hạn ở nguyên anh kỳ. Không có tu vi, y đạo cao tới đâu cũng chỉ là y sinh. Tu vi thấp một chút, quả thật giúp đề thăng y đạo. Mạc Phàm lắc đầu nói. Ý nghĩ của cao thủ y đạo này không sai, sau nguyên anh kỳ, thì đi trên đường lĩnh ngộ đại đạo của bản thân. Một khi lĩnh ngộ đạo của mình, còn phải lĩnh ngộ một con đường khác khó hơn nhiều, giống như một người đi trên hai con đường, khó càng thêm khó, không bằng chặt đứt một đạo tu hành, chỉ hành y sẽ nhanh hơn. Kiếp trước hắn có thể có tu vi y đạo cao như vậy, ngoại trừ thiên phú và kỳ ngộ ra, cùng vì phương diện tu vi. Vậy Mạnh Bất Đồng đưa thứ này cho ngươi, chẳng phải muốn thực lực của ngươi dừng ở nguyên anh kỳ sao? Hàn Ly nhíu chặt mày, hỏi. Ngươi không tính là ngu dốt. Mạc Phàm cười khẽ, nói. Mạc Phàm, đừng tưởng rằng ngươi thắng ta một lần, thì có thể nói chuyện với ta như vậy, ngươi cũng không thắng chỗ nào, một tu sĩ nhân loại nguyên anh kỳ. Hàn Ly ném hạt châu cho Mạc Phàm, hừ lạnh một tiếng nói. Mạc Phàm không chỉ lấy Phong Linh Châu, thiếu chút nữa dùng trận pháp giết không chân, quả thật bà ta thua Mạc Phàm. Nhưng Mạnh Bất Đồng cho Mạc Phàm thứ như vậy, rõ ràng là muốn hạn chế tu vi của Mạc Phàm, khiến tu vi của Mạc Phàm dừng ở nguyên anh kỳ. Mạc Phàm biết rõ đây là cạm bẫy, vậy mà vẫn đồng ý. Nói như vậy, Mạc Phàm không có y đạo toàn thân, chỉ là phế vật, nếu không vì trận pháp này, bà ta có thể giết Mạc Phàm rất dễ. Một nhân loại ngu ngốc, còn nói bà ta không ngu ngốc. Ngươi chuẩn bị phá giải hạt châu này à? Hàn Ly hỏi tiếp. Nếu như đã đồng ý, tất nhiên phải phá giải. Mạc Phàm hờ hững nói. Ngươi muốn vẫn làm cao thủ nguyên anh à? Sắc mặt Hàn Ly khó coi, tức giận nói. Cho dù ông ta không nói, ta cũng sẽ mở hạt châu này ra. Mạc Phàm cất hạt châu kia đi, hờ hững nói. Tất nhiên hắn hiểu ý của Mạnh Bất Đồng, đơn giản là muốn ngáng chân hắn. Nhưng bên trong hạt châu này ngoại trừ thứ liên quan tới y đạo ra, còn có một thứ liên quan tới số mệnh của thần Nông Tông. Kiếp trước vì thứ này, thần Nông Tông tránh được một kiếp nạn. Kiếp nạn này hắn nói suông không có ích gì, chỉ mở thứ này giao cho sư phụ hắn mới được.
Nếu không có thứ này, hắn chắc chắn không đồng ý với Mạnh Bất Đồng, hạn chế tu vi của bản thân. Ta thấy những người y đạo cao như các ngươi đều là kẻ điên. Hàn Ly hơi phát điên nói. Một cao thủ y đạo muốn hạn chế tu vi của người mà mình truyền y bát, vậy mà Mạc Phàm biết rõ tu vi bị hạn chế, vẫn đi vào trong cạm bẫy này. Ngươi tới nơi này, còn nghe lén ta và sư huynh nói chuyện, chỉ vì chuyện này à? Mạc Phàm nhíu mày, lạnh nhạt hỏi. Tất nhiên không phải, sinh tử của ngươi, không có một chút quan hệ với bản cung chỉ muốn xem ngươi có sống sót hay không. Trên gương mặt như ngọc của Hàn Ly xuất hiện đỏ ửng, vội vàng nói. Còn nữa, không phải ngươi muốn đại diện cho thần nông tông tham dự đại bỉ tông môn sao, bản cung biết một bí cảnh, nếu chúng ta có. Thể đi vào đó, sẽ thu hoạch được không ít cơ duyên, nếu ngươi có hứng thú, bản cung có thể dẫn ngươi đi thử, ngươi suy nghĩ một chút đi. Hàn Ly lại nói tiếp. Bí cảnh dạng gì? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hỏi. Hắn sẽ phá giải hạt châu này, còn chuyện tu vi bị hạn chế ở Nguyên Anh Kỳ, đợi hắn cần đột phá tới Hóa Thần Kỳ lại nghĩ biện pháp là được. Còn bí cảnh mà Hàn Ly nói, nếu là thật, đợi hắn đan thành cửu pháp đột phá tới Nguyên Anh Kỳ, có thể đi vào một lần. Trước khi bắt đầu đại bỉ, tu vi của hắn có thể đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng còn kém xa mới đủ để hắn đối phó Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên không chỉ có tu vi đến cảnh giới nửa bước hóa thần, công phu và thể chất cũng gần viên mãn, dưới hóa thần gần như là vô địch. Cho dù gặp tu sĩ hóa thần, chưa chắc Long Ngạo Thiên sẽ bại bởi đối phương. Hắn nhất định phải chuẩn bị một phen, hắn không thể rời khỏi Vạn Yêu Quật, chỉ có thể tìm bí cảnh trong Vạn Yêu Quật. Nếu Hàn Ly biết bí cảnh, thích hợp với hắn mà nói, vậy không còn gì tốt hơn. Không phải ngươi biết rất nhiều à, tổ địa của Hàn Ly nhất tộc bọn ta. Hàn Ly huyền thiên cảnh, ngươi từng nghe nói tới chưa? Hàn Ly tức giận nói. Bà ta đã thai nghén ra tiểu Hàn Ly, không chỉ cần chuẩn bị cho tiểu Hàn Ly không ít thiên tài địa bảo thuộc tính hàn băng để tiểu Hàn Ly dùng dần, ngay cả bà ta cũng cần cơ duyên tăng lên tới cảnh giới hợp đạo. Ngũ Yêu Vương dùng ngũ hành diệt sinh trận ít nhất có một người tiến vào hợp đạo kỳ, đối thủ một mất một còn của bà ta cũng đã vào hợp đạo kỳ, bà ta không tiến vào hợp đạo kỳ rất có khả năng không bảo vệ được Hàn Ly động. Nhưng dựa vào lực lượng của bà ta không có biện pháp tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, nếu Mạc Phàm không chết, hai bọn họ sẽ không có vấn đề gì. Nơi này thông tới cửa vào Hàn Ly huyền thiên cảnh à? Mạc Phàm hơi nhướng mày hỏi. Hàn Ly huyền thiên cảnh là bí cảnh do lão tổ của Hàn Ly nhất mạch tạo ra một vùng không gian cho hậu bối, bên trong có vô số thiên tài địa bảo thích hợp với Hàn Ly nhất mạch, còn có rất nhiều cơ duyên. Bình thường chỉ có Hàn Ly mới có thể đi vào Hàn Ly huyền thiên cảnh. Nhưng có ngoại lệ, lúc hắn tiến vào tu chân giới 100 năm, có một tu sĩ nhân loại lỡ xông vào, không chỉ đạt được bán tiên khí huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm, còn được một viên hàn tụy của Hàn Ly vạn năm, khiến tu vi của người này tăng mạnh. Sau khi người kia ra khỏi Hàn Ly huyền thiên cảnh, đã tạo nên cuồng chiều tìm kiếm Hàn Ly huyền thiên cảnh. Vì vậy, Hàn Ly huyền thiên cảnh đóng cửa một thời gian rất dài. Tuy Hàn Ly huyền thiên cảnh không đóng cửa, nhưng cửa vào không phải mỗi nơi đều có. Nếu Vạn Yêu Quật có cửa thông tới Hàn Ly huyền thiên cảnh, quả thật đáng đi xem, nói không chừng lại có thu hoạch. Ngươi cảm thấy những nhược thủy kia là từ đâu ra, bản cung vô duyên vô cớ tạo ra à? Hàn Ly liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nói. Nhược thủy không phải nơi nào cũng có, là bà ta dẫn từ trong Hàn Ly huyền thiên cảnh tới. Ta có thể đi theo ngươi một chuyến. Mạc Phàm không tức giận, gật đầu. Ngươi đừng nghĩ Hàn Ly huyền thiên cảnh đơn giản như vậy. Để thăng thực lực của ngươi lên trước đi, tuy bản cung biết cửa vào, nhưng không dễ đi vào như vậy, chỗ cửa vào không chỉ có trận pháp thượng cổ, còn có một con thôn thiên thú thủ, hơn nữa nơi đó rất không ổn định, không cẩn thận sẽ rơi vào trong không gian loạn lưu, với thực lực của ngươi hiện giờ đi vào, chết cũng không biết chết thế nào. Hàn Ly lạnh giọng nhắc nhở. Bà ta vốn không định dẫn theo Mạc Phàm, thực lực của Mạc Phàm quá yếu, còn là nhân loại, đi vào sẽ hơi phiền phức một chút. Nhưng Mạc Phàm có thể tiến vào Ngũ Yêu Sơn lấy ngũ hành yêu đan ra, có năng lực bày trận khiến cao thủ ngoại đạo thiếu chút nữa chết trong trận pháp, hẳn là Mạc Phàm biết rất rõ về trận pháp, tuy ở cửa vào Hàn Ly huyền thiên cảnh có thôn thiên thú thực lực phi phàm, nhưng vẫn có cách đối phó, trận pháp thượng cổ mới là phiền phức nhất, có Mạc Phàm ở đó có lẽ sẽ giúp bà ta tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh. 10 ngày sau, ta sẽ tới Hàn Ly động tìm ngươi. Mạc Phàm không để những lời Hàn Ly nói vào trong lòng, lạnh nhạt nói. Phong Linh Châu đã tới tay, không cần Hàn Ly nhắc nhở hắn,
hắn cũng sẽ hoàn thành đan thành cửu pháp, đột phá tới nguyên anh kỳ, đến nguyên anh kỳ. Hàn Ly huyền thiên cảnh cũng là một bí cảnh, nhưng không nằm trên bảng xếp hạng nơi nguy hiểm, tuy hắn chưa từng đi, nhưng đối với người tiến vào không ít nơi nguy hiểm thì không đáng là gì. Đúng rồi, phong linh châu trên người ngươi tốt nhất là đừng mang ra khỏi ngọn núi này, nếu không một khi ra khỏi đây, sẽ rất phiền phức. Hàn Ly lạnh lùng nói. Mạc Phàm đạt được viên phong linh châu như ngũ hành yêu đan, cho dù Mạc Phàm là nguyên anh đỉnh phong cũng chỉ có thể hấp thu một ít, cho nên nó vẫn là thiên tài địa bảo. Nơi này là địa bàn của thần Nông Tông, cho dù là những vương giả của tứ cực chi địa cũng không dám dễ xâm chiếm. Nhưng ra khỏi nơi này, một khi để người ta biết Mạc Phàm có thiên tài địa bảo thuộc tính phong, Mạc Phàm đợi chết đi. Mạc Phàm có thể thiếu chút nữa giết không chân, nhưng yêu tộc thuộc tính phong sẽ không cho Mạc Phàm một ngày để khắc họa trận pháp. Chỉ cần không chân không truyền tin ra ngoài, hẳn là không bị người ta phát hiện. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Nếu hắn ngay cả một viên phong linh châu cũng không che được khí tức, vậy hắn đừng làm y tiên bất tử nữa. Hàn Ly nheo mắt, trừng Mạc Phàm một cái, nhưng lập tức khôi phục như thường. Dù sao bà ta nhắc nhở Mạc Phàm rồi, Mạc Phàm làm sao bây giờ không liên quan tới bà ta và Mạc Phàm chỉ là quan hệ hợp tác, không sâu hơn. Còn nữa, chuyện ngũ yêu vương tốt nhất là ngươi nên nghĩ biện pháp giải quyết, bọn họ kết thúc luyện hóa lực lượng của ngũ hành diệt sinh trận, người đầu tiên tìm là ngươi. Trừ chuyện đó ra, ngày hôm qua bản thể của bản cung nhận được tin, nói một nhân loại xâm nhập ngũ yêu sơn, trong ứng ngoài hợp với yêu lang đạo thiên và ma nghiêu, chẳng những đoạt đi ngũ hành yêu đan, còn giết không ít yêu tộc, người này là ai người biết rõ nhất, tùy bản cung dẫn người đi tới Hàn Ly huyền thiên cảnh, nhưng người đừng trông cậy chuyện bản cung sẽ đối phó với những yêu vương đó giúp. Ngươi, nếu có không ít yêu vương tới đối phó ta, bản cung sẽ không do dự giao ngươi. Cho bọn họ. Hàn Ly lại nói tiếp. Mạc Phàm không chỉ chọc đồng môn của mình, yêu tộc cũng chọc cả đám, Mạc Phàm còn có thể bình tĩnh ngồi ở đằng kia dùng trà luyện đan, bà ta vô cùng bội phục bình tĩnh của Mạc Phàm. Không biết lúc Mạc Phàm bị những yêu vương vây quanh, còn có thể bình tĩnh như hiện giờ hay không? Mạc Phàm nhíu mày, sau đó bĩu môi. Vậy mà ngũ yêu vương đổ ngũ hành diệt sinh trận lên người hắn, chỉ là nghĩ một lát hắn thoải mái hơn. Ma Nghiêu và yêu lang đạo thiên không có bản lĩnh này. Nhưng cộng thêm hắn một nhân loại mấy yêu vương khác chưa từng gặp, độ tin cậy sẽ lớn hơn không ít. Ngoài ra yêu tộc rất căm ghét tu sĩ nhân loại hợp tác với yêu tộc thì càng là cấm kỵ. Nếu ngũ yêu vương nói như vậy, cho dù Ma Nghiêu giải thích thế nào đều vô dụng. Đổi lại là hắn cũng sẽ làm vậy. Chuyện này thì ta sẽ nghĩ biện pháp. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ta nhắc nhở ngươi nhiều như vậy, tự giải quyết cho tốt đi. Hàn Ly nhíu mày, bóng dáng tản ra. Mạc Phàm nhếch miệng, đặt chén trà xuống, cất hạt châu Mạc Phàm đưa cho hắn, lấy phong linh châu ra. Tốn không ít sức lực, tuy dẫn tới mạnh bất đồng sư huynh xuất hiện, nhưng cuối cùng phong linh châu cũng tới tay, hắn có thể đan thành cửu pháp rồi. Hắn tạo pháp ấn, trận pháp lại mở ra, bao trọn căn biệt thự lại. Hắn không hấp thu như ngũ hành yêu đan lúc trước, hấp thu dần chút một. Tuy như vậy cũng có thể đan thành cửu pháp. Nhưng tốc độ quá chậm. Hắn đã đan thành bát pháp, muốn cửu pháp khó càng thêm khó như cố gắng học giỏi hơn. Nếu hắn dùng phương pháp lúc trước, hấp thu từng chút một linh khí thuộc tính phong, để pháp văn của thuộc tính phong tự xuất hiện, ma văn thuộc tính phong sẽ chịu trùng kích của tám pháp khác cùng lúc, vận khí không tốt mà nói, tốn mấy tháng thậm chí vài chục năm cũng đừng nghĩ thành cửu pháp, đây cũng là khó khăn nhất khi muốn thành cửu pháp. Nhưng hắn không có nhiều thời gian để hao phí như vậy. Hắn lấy phong linh châu ra, đặt phong linh châu ở trước người, hai tay vươn về phía phong linh châu, vận chuyển Dực Thiên Phong Thần Tuyệt công pháp thuộc tính phong chuẩn bị ở Ngũ Yêu Sơn lúc trước. Công pháp này là công pháp trấn phái của Phong Thần Tông môn phái chuyên tu công pháp thuộc tính phong, thời gian không kém Thần Nông Tông, thậm chí còn lâu hơn, nghe nói có thể ngược dòng tới thượng cổ. Hắn từng thấy một tiền bối của Phong Thần Tông thi triển Dực Thiên Phong Thần Tuyệt. Dực Thiên Thần Phong Tuyệt cường đại cuốn lấy toàn bộ chiến hạm do 9 tinh cầu của ma tộc tạo thành vào trong, khuấy đảo thành mảnh nhỏ. Không chỉ như vậy, cao thủ ma tộc trong chiến hạm cấp bậc tinh cầu cũng không may mắn thoát khỏi, uy lực rất cường đại. Hắn mới vận chuyển Dực Thiên Phong Thần Tuyệt, linh khí bên trong phong linh châu lập tức chịu khiên dẫn, chảy vào trong tay phải của hắn. Linh khí thuộc tính phong vào cơ thể hắn, trải qua Dực Thiên Phong Thần Tuyệt chuyển đổi mấy vòng, thì thành linh khí của Mạc Phàm. Mạc Phàm không hối nhập những linh khí thuộc tính phong vào trong đan điền, mà nhất chuyển những linh khí này,
thông qua tay trái vào trong phong linh châu. Hạt châu này giống như có linh tính của mình, linh khí của Mạc Phàm hối nhập vào bên trong, lập tức bị linh châu thôn vệ sạch. Mạc Phàm không sốt ruột, từng đợt linh khí thuộc tính phong trải qua hắn chuyển hóa, tiến vào từ tay phải, ra từ tay trái, trở lại bên trong phong linh châu, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngừng. Mới đầu còn không có biến hóa gì, sau một lúc lâu, phía trên phong linh châu xuất hiện một phù văn cổ xưa. Mạc Phàm nhìn thấy phù văn này, khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không sốt ruột, tiếp tục làm như trước. Chưa tới một ngày, trên phong linh châu phủ kín ký hiệu như kinh văn thượng cổ. Kim đan trong cơ thể Mạc Phàm vẫn là tám pháp, không có một chút linh khí thuộc tính phong nào. Mãi đến khi một phù văn cuối cùng của Dực Thiên Phong Thần Tuyệt xuất hiện trên phong linh châu, lúc này Mạc Phàm mới dừng lại. Ý niệm của hắn vừa động, kim đan với 9 đạo hoành văn và 8 đạo thụ văn trong cơ thể hắn bay ra, trôi nổi trước người hắn. Một tay của hắn vươn ra, nắm lấy phong linh châu mà hắn dùng Dực Thiên Phong Thần Tuyệt luyện hóa, tay dùng lực. Dầm một tiếng, phong linh châu bị hắn nắm bạo, từ một viên linh châu biến thành một thanh đao khắc. Hắn cầm chuôi đao khắc này, khắc lên trên kim đan. Kim đan là đại đạo chi nguyên, hơi xuất hiện một chút tổn hại, đều ảnh hưởng không nhỏ tới tu hành sau này, không ai dám động đao trên kim đan. Nếu không phải không đủ thời gian, hắn sẽ không bí quá hóa liều như vậy. Đương nhiên, nếu kim đan của hắn chỉ là kim đan thông thường, cho dù hắn là cửu chuyển kim đan, hắn sẽ không làm như vậy, khắc pháp văn lên kim đan không khác gì muốn chết. Kim đan nhìn rất rắn chắc, chỉ là lực lượng toàn thân của tu sĩ phát ra, nhưng tu sĩ muốn hủy diệt kim đan của mình chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu, hắn cũng như vậy. Hắn làm như vậy, vì kim đan của hắn là tạo hóa kim đan. Phong linh châu trong tay hắn biến thành đao khắc mới khắc một đạo lên kim đan lập tức run rẩy, tám pháp văn khác lập tức sáng lên, giống như đang bảo vệ lãnh chủ của mình, đánh về phía phù văn thuộc tính phong trước mắt Mạc Phàm. Vài đạo quang quét qua, đạo ma văn Mạc Phàm hạ xuống lập tức phai nhạt đi nhiều, không thấy khe hở hoặc tan vỡ trên kim đan. Mạc Phàm cười khẽ, hơi nhếch miệng lên, hắn thật sự xông đúng rồi, tạo hóa kim đan càng kỳ diệu hơn hắn nghĩ một chút. Đôi mắt hắn nheo lại, không dám khinh thường, tay hạ bút như có thần, đủ pháp văn như móc sắt ngân đồng thông qua phong linh châu khắc họa lên tạo hóa kim đan. Đủ pháp ấn thuộc tính phong được khắc lên trên, hào quang màu xám lập tức sáng lên, trái lại đánh về phía tám đạo ma văn khác. Dù sao đối diện cũng là tám đạo pháp văn thuộc tính phong chỉ là mới tới. Không lâu sau, tuy thuộc tính phong không biến mất, nhưng nhạt màu đi, chỉ còn một tầng rất nhạt. Mạc Phàm không do dự khắc thêm một tầng, pháp văn thuộc tính phong lập tức như mãnh thú sống lại, đấu với tám pháp văn khác như công thành đoạt đất. Tuy chưa phải đối thủ của tám đạo pháp văn kia, nhưng mỗi lần được Mạc Phàm bổ sung vài nét, càng đánh càng hăng, thời gian kiên trì chịu đòn của tám pháp cũng càng lúc càng lâu. Không lâu sau, mộc pháp từ bỏ đầu tiên, sau đó là thủy pháp, tiếp theo là mộc pháp, kim pháp, hỏa pháp và lôi pháp. Hai pháp âm dương kiên trì tới cuối cùng, nhưng theo phong pháp càng ngày càng mạnh, đã chiếm một vùng không nhỏ trên kim đan, hai pháp âm dương đang không ngừng tiêu hao không chiếm được bổ sung nên càng ngày càng yếu, đành phải từ bỏ, thừa nhận vị trí của phong pháp. Mạc Phàm khắc một lần cuối cùng lên trên pháp văn thuộc tính phong, lúc này mới dừng lại. Phong linh châu khôi phục bộ dạng ban đầu, hắn há miệng nuốt phong linh châu và kim đan vào trong bụng. Vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, 9 loại công pháp với thuộc tính khác nhau đang vận chuyển theo cửu chuyển hỗn nguyên công này. 10 loại công pháp cùng vận khởi, cơ thể Mạc Phàm giống như máy móc khổng lồ khởi động. Linh khí ở xung quanh lập tức hóa thành 9 con cự long tụ tập vào trong cơ thể hắn, sau khi được cửu chuyển hỗn nguyên công chuyển hóa, lại trải qua chuyển hóa của 9 loại công pháp hối nhập vào trong kim đan, 9 pháp văn trên kim đan đều sáng lên. Cảm giác phúc trí tâm linh, đạo tại nhãn tiền lập tức xuất hiện trong thức hải của Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ hơi nhớn mày, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm khác, chính là cực hạn chi thuật, một khi đến số này sẽ sản sinh biến hóa. Ví dụ như hắn ngoại trừ có thể sử dụng công pháp của 9 loại thuộc tính ra, còn nhận được 9 lực lượng đặc biệt và thần thông. Nếu những người khác đan thành cửu pháp, chắc chắn sẽ hưng phấn không chịu được. Dù sao trong trăm vạn tu sĩ, chưa chắc có một người đan thành cửu pháp. Mà những người đan thành cửu pháp, gần như tất cả đều tiền đồ vô lượng. Nhưng kiếp trước hắn cũng đan thành cửu pháp, đã lĩnh hội cảm giác này, lại đan thành cửu pháp, hắn đã không có quá nhiều cảm giác, chẳng qua như nước chảy thành sông mà thôi. Hắn tính tọa hơn một canh giờ,
mãi đến khi cửu pháp ở trên kim đan ổn định lại, không có chút xung đột mới dừng cửu chuyển hỗn nguyên công. Ý niệm của hắn vừa động, phù văn huyền ảo mà cổ xưa xuất hiện trên người hắn, rất nhanh liền ngưng tụ thành một trận pháp bảy màu cổ xưa trên đỉnh đầu hắn. Trận pháp này không phải trận pháp gì khác, đúng là thiên anh thánh thuật Mạc Phàm dùng lúc trước. Kim đan đã thành cửu pháp, năng lượng trong cơ thể hắn đã đến cực hạn, không có đạo lý tiếp tục dừng ở kim đan kỳ, tới lúc vào nguyên anh kỳ rồi. Kết! Hắn khẽ quát một tiếng, kim đan nhanh chóng chuyển động, trận pháp đột nhiên đại phóng hào quang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 73.